vào để tải về và cài đặt. Chúng ta sẽ vào trang dự toán g8.com. Sau đó thì chúng ta bấm vào phần download phần mềm. Chúng ta kéo xuống này. Bộ số 3 sẽ là bộ dự cài dự toán G8 Enterprise và bản G8 Online phiên bản 2020. Đối với phiên bản G8 Online này thì rất là tiện dụng trong quá trình mà chúng ta bị lockdown, không di chuyển được và có thể là làm trực tiếp và không cần khóa cứng. Chỉ cần là công nghệ thông tin thì đã có hệ thống mạng rồi thì chúng ta chỉ cần download bộ cài này về. Sau đó các em bấm vào phần đăng ký. Phần đăng ký ở đây. Sau khi cài đặt xong thì ở phần đăng ký nó sẽ hiện ra nút đăng ký. Thì việc của các em là sẽ lựa chọn là đối tượng sử dụng là cho cá nhân và phiên bản là phiên bản mà G8 hỗ trợ cho trường mình, đó là phiên bản G8 quyết toán bản full và đầy đủ. Đối với cái phiên bản này thì các em sẽ lưu ý là Recording in progress. đối với phần họ tên và phần địa chỉ thì các em ghi đầy đủ cho bên công ty để dễ quản lý, là khoa kinh tế vận tải trường đại học công nghệ giao thông vận tải. Và cái phần số thẻ căn cước này thì các em điền cho anh mã số sinh viên vào, số điện thoại và email nếu có. Thì đối với thông tin mà bên khoa đã gửi sang thì sẽ cho phép là bên công ty sẽ kích hoạt theo cái đúng cái nội dung mà các em đã đăng ký đối với bên công ty vào danh sách của khoa. Về phần đăng ký thì tạm thời nếu mà có các em nào mà chưa đăng ký được thì tí nữa anh sẽ để lại cái số điện thoại để cho các em có thể là liên lạc trực tiếp với bên công ty. Sau đó thì công ty sẽ hỗ trợ và nếu mà không cài được thì bên công ty sẽ thông qua phần mềm UltraView và sẽ cài đặt cho các em. Về phần phần mềm thì sau khi mà các em đã cài đặt được ấy, anh sẽ đi vào chi tiết vào trong phần mềm, nội dung của phần mềm. Thì muốn áp dụng được để mà tính toán phần dự toán thì trước tiên là mình cũng phải tìm hiểu xem là tại thời điểm này thì có những cái văn bản quy phạm pháp luật nào đang hướng dẫn. Thì tại thời điểm này chẳng hạn thì các em có thể làm đồ án hoặc là khi mà đi làm thực tế thì nó sẽ đang có một số các văn bản quy phạm pháp luật đang hướng dẫn. Đó chính là cái đầu tiên, đó là Nghị định 68. Trong Nghị định 68 thì nó bao trùm cho toàn bộ vấn đề về quản lý xây dựng hiện nay. Dưới nghị định đó là một loạt các thông tư, và hiện tại thì một loạt các thông tư đang đang có để mà áp dụng để bóc tách dự toán, đó là ba thông tư lớn mà mới thay đổi từ đầu tháng 9 này và chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 cho tất cả các đơn vị xây dựng trên địa bàn của đất nước ta. Thì ở đây thì cũng nói rõ về một số các thay đổi về thông tư. Bộ Xây dựng cũng có ban hành ba bộ thông tư hướng dẫn cho Nghị định 68. Và cái quan trọng ở đây là nó có một cái thông tư gọi là thông tư 11. Vì ở cái thông tư 11 này thì Bộ Xây dựng đang hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, ban hành ngày 31 tháng 8 năm 2021 và nó có hiệu lực chính thức từ ngày 15 tháng 10, mà hiện tại thì các đơn vị xây dựng các công ty đang phải chạy đua với thời gian để hoàn thành những cái bộ hồ sơ mà trước ngày 15 tháng 10 này phải phải hoàn thành. Thì trong cái thông tư 11 này, cái điểm mà lưu ý mà thay đổi cơ bản ở trong thông tư 11 đó là chính là cái định mức chi phí nhà tạm để ở trong điều hành thi công. Nó chính là cái bảng các em có thể mở những cái thông tư đấy ra trong đường link
thông tư 11, 12, 13 thì trong cái mình sẽ tìm hiểu thêm. Thì trong thông tư 11 thì nó cũng nói rất là rõ về những cái biểu bảng ở trong đấy, nó cũng có rất là nhiều phụ lục ở trong đó. Thông tư 11 từ bảng 3.2 đến 3.8 thì nó nói rõ về những cái biểu bảng quy định trong báo cáo dự toán. Ví dụ như là trong cái bảng 3.3 thì một số các định mức chi phí nhà tạm và điều hành thi công đối với các công trình mà xây dựng theo tuyến và công trình xây dựng còn lại, thì hiện tại thì đối với các cái hệ số chi phí lán tại trại nhà tạm này, thì các công trình theo tuyến với chi phí tổng mức đầu tư mà 15 tỷ thì nó giảm từ 2,3% xuống còn 2,2% so với cái thông tư 09 trước đó đang dùng. Còn đối với các công trình xây dựng còn lại ấy, chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư mà từ 15 tỷ giảm xuống từ 1,2% xuống chỉ còn 1,1% thôi, thì đối với các nhóm công trình mà các mốc từ 100 tỷ đến 500 tỷ đến 1.000 tỷ thì nó đều điều chỉnh giảm. Các em lưu ý vấn đề này để mà so sánh giữa, nếu mà ai hỏi là so sánh giữa cái thông tư mới, thông tư 11 so với thông tư 09 trước đó thì có gì thay đổi hay không, thì các em có thể nắm rõ. Tiếp theo đó là một cái nữa, đó là cái thông tư 12. Trong thông tư 12 mà thì Bộ Xây dựng có ban hành một loạt các thông tư, một loạt các thông tư để mà thay đổi so với những cái thông tư 10 trước đó. Thông tư 10 thì năm 2019, còn thông tư 12 năm 2021. Trong cái thông tư số 12 này, thì trong thông tư 12 thì Bộ có ban hành gồm 8 bộ định mức và 8 bộ phụ lục khác nhau. Thì lưu ý ở đây là đối với những cái công trình thì nó sẽ có những cái bộ định mức bao trùm để mà bóc tách. Ví dụ như là định mức dự toán khảo sát xây dựng thì nó ở trong cái phụ lục 1, thì cái phần định mức khảo sát dự toán ấy thì nó sẽ có mã đầu, mã nó sẽ là đầu C. Đầu C trong 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 mã hiệu đơn định mức và đơn giá của các tỉnh nó sẽ ban hành. Các em lưu ý là nó sẽ có mã bắt đầu bằng chữ C. Ví dụ CA, CB, CC. Định mức dự toán xây dựng công trình phụ lục số 2 thì nó sẽ bao gồm các công tác về phần đầu mã phần xây dựng và nó sẽ bắt đầu bằng chữ cái chữ A. Ví dụ phần AB là phần đào đất, phần AC là phần AD là phần giải móng này, rồi phần AF là bê tông, AI là phần thép. Thì cái những cái này thì tí nữa sẽ trực tiếp trong phần mềm anh sẽ chỉ cho các em những cái vấn đề này. Cái thứ ba đó là cái bộ định mức mà lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình, bao gồm hệ thống điều hòa, hệ thống thông gió, các hệ thống tủ trạm, rồi các phần liên quan đến công nghệ thông tin, thì nó sẽ nằm trong cái bộ định mức số 3, là định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình ở phụ lục số 2. Phụ lục số 3. Cái thứ tư đó là cái định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ, nó ở phụ lục số 4. Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thì nó ở phụ lục số 5, và định mức sửa chữa bảo dưỡng công trình đầu C đấy, đầu đầu S đấy, thì nó phụ lục thứ số 6. Định mức sử dụng vật liệu trong công trình và trong phòng thí nghiệm thì nó là phụ lục số 7. Định mức quản lý dự án đầu tư tư vấn xây dựng ở phụ lục số 8. Thì cái định mức mà số 8 này thì nó liên quan đến các vị đơn vị tư vấn. Ví dụ nó sẽ bao trùm, nó sẽ đưa ra được những cái chi phí như về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chí phí thẩm tra thiết kế, chi phí lựa chọn nhà thầu, rồi một số chi phí bên kiểm toán. Thì đấy là những cái mà liên quan đến định mức, và các thì nó sẽ nằm ở trong thông tư số 12 ở 8 cái phụ lục phần định mức. Cái thứ nữa đó là đối với cái thông tư tiếp theo, thông tư số 13. Thông tư số 13 thì có hai vấn đề liên quan. Đó là một là vấn đề về đơn giá nhân công trong thi công xây dựng. Hai là cái thông tư số 13 ban hành năm 2021 thì Bộ Xây dựng cũng có hướng dẫn là cái phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật bao bóc khối lượng công trình.
và ban hành những cái thông ban hành cái thông tư số 13 này thì thay thế hoàn toàn cho những cái thông tư 09. Thông tư 09 của Bộ Xây dựng về xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng. Nó và thông tư số 15, thông tư 15 về xác định đơn giá nhân công trong xây dựng. Nó chính là trong cái thông tư số 13 này sẽ ban hành để thay thế cho thông tư 15 và thông tư số 11 về nhân công. Thì ở trong cái thông tư số 13 này thì cái phụ lục ban hành là chính là phụ lục số 2 ban hành kèm theo thông tư số 2. Thì ở trong cái đây thì nó trong cái thông tư 13 nó quy định rất là rõ về cái đơn giá nhân công. Thì trong cái đơn giá nhân công nó sẽ khác hoàn toàn so với thông tư số 15 ban hành năm 2019 trước đó của Bộ Xây dựng. Thì trong cái thông tư 15 mà Bộ Xây dựng có ban hành thì trong thông tư 15 đó thì có ban hành cái nhóm nhân công trong các công tác xây dựng ở trên địa bàn để mà hướng dẫn lập dự toán ấy, thì nó sẽ có 11 nhóm nhân công khác nhau. Nhưng mà trong thông tư số 13 bây giờ thì Bộ rút gọn lại chỉ còn 4 nhóm nhân công thôi. Trong đó thì đơn giá nhân công của nhóm 1 thì các em có thể là mở cái thông tư 15 năm 2019 ra. Thì cái thông tư cái nhân công của nhóm 1 theo quy định của thông tư 13 ấy, thì nó sẽ giữ nguyên cái nhóm nhân công đã được công bố trước đó của thông tư 15. Còn cái đơn giá nhân công của nhóm 2 thì cách xác định nó lại hơi khác một chút. Nó không giống là các nhóm còn lại, mà đơn giá nhân công của nhóm 2 đang được tính toán trong dự toán bây giờ ấy, thì nó sẽ là nó được xác định bởi bình quân số học của nhân công của nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 và nhóm 11. Đấy là của bình quân số học của năm nhóm nhân công đó. Đơn giá nhân công của nhóm 3 thì được xác định bằng đơn giá nhân công của nhóm 6 đã công bố trước đó. Thì các em lưu ý những cái điểm mới của cái thông tư 13 này. Còn cái phần đơn giá ca máy thì sẽ bổ sung thêm một số các ca máy mới mà trước đó ở thông tư số 15 nó chưa có, thì Bộ Xây dựng cũng đã bổ sung vào. Đấy là một số các văn bản quy phạm pháp luật mà hiện tại mà đang trong phần mềm, hoặc là khi mà bóc tách dự toán thì tất cả anh em dự toán bóc tách đang phải áp dụng theo những cái thông tư đó. Thì để mà chi tiết hơn thì chúng ta nên và sẽ xem chi tiết ở trong đó. Và bây giờ thì anh sẽ chuyển qua sang phần mềm để hướng dẫn chi tiết cho các em. Trong phần mềm thì khi mà các em đã được kích hoạt cài ra ấy, thì khi mà mở lên như này ở phần dự toán hạng mục công trình thì nó sẽ căn bản, thì khi mà mình bóc tách thì nó cũng có về mặt hình thức thì nó sẽ có những cái sheet mà thể hiện ở trên phần mềm này, cũng giống như là đầy đủ các bộ mà in ra một bộ hồ sơ, kể cả phần quyết toán theo giai đoạn theo của các nhà thầu thi công hoặc là các đơn vị quản lý nhà nước, thì nó đầy đủ ở trong gói gọn ở trên phần mềm này rồi. Thì việc mà từ kiến thức học ở trên trường, từ kinh nghiệm bóc tách trong quá trình làm việc, thì ở đây thì các em sẽ thấy ở trên phần mềm thì nó sẽ bố trí các suite như này. Cái phần suite nhập liệu đầu tiên mà từ phần tiên lượng diễn giải ra thì nó chính là cái suite công trình ở đây. Suite công trình sẽ là cái suite đầu vào của toàn bộ hồ sơ dự toán, để mà nó có ra được cái phần phân tích vật tư, ra được phần khối lượng, ra được phần tổng hợp kinh phí hạng mục, phần dự toán đấy, rồi ra được phần chiết tính, ra được phần dự thầu để mình gửi hồ sơ đi, rồi ra được toàn bộ những cái hồ sơ mà mình có thể gửi cái hồ sơ thầu lên trang của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để mình thực hiện đấu thầu online qua mạng. Thì trên phần mềm tất cả mọi mặt kỹ thuật ở trên phần mềm đều đáp ứng được hoàn toàn. Phần công trình sau đó thì nó sẽ chạy ra tất cả các suite ở phần sau này thôi.
Ví dụ như phần giá tháng, phần đầu vào, phần nhân công, phần máy, tất cả các thông tư thì trên phần mềm nó đã gói gọn ở đây rồi, và nó hỗ trợ, nó là công cụ. Tại thời điểm này thì phần mềm G8 là một trong những phần mềm đạt cái lượng người dùng nhiều nhất tại thời điểm này, và các đơn vị cơ quan nhà nước thì đối với phần mềm G8 thì cũng có đến kinh nghiệm là gần 20 năm nay đã tính toán đơn giá xây dựng cho các tỉnh, cho 63 tỉnh thành, rồi cũng làm tư vấn về đơn giá, nhân công, đơn giá vật liệu, đơn giá ca máy cho các tỉnh khi mà có sự thay đổi của chính sách. Thì bên phần mềm G8 đang hỗ trợ rất là tốt về về luật cho các đơn vị. Thì khi mà cài ra trên phần mềm thì các em sẽ phải lưu ý, khi mình làm dự toán, mình có thể là làm đồ án ấy, hoặc là về sau này một vài tháng sau đi làm thì mình có bóc tách, thì mình phải xác định cái đầu tiên đó là mình làm dự toán trên cơ sở đơn giá của tỉnh nào. Thì do đó mình sẽ, khi mà mình xác định được rồi thì mình sẽ xác định được là cái tỉnh mình làm dự toán ở đây. Các em có thể là khi mà cài ra ấy, thì nó chỉ có hai tỉnh thôi, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, và bộ định mức, bộ xây dựng, trong định mức bộ xây dựng thì có đầy đủ các định mức đang dùng của tất cả các tỉnh bây giờ đang áp dụng. Thì ở cái phần phần thêm này, chúng ta sẽ ấn vào nút thêm để thêm các tỉnh mà chúng ta đang có hồ sơ. Ví dụ ở đây thì nó, khi mà bấm ra thì nó hiện lên một bảng là tải đơn giá từ mạng internet. Tất cả những cái bộ đơn giá ở trên đây thì bên công ty đã up lên tất cả những cái bộ đơn giá mới theo định mức mới, giá thông báo vật liệu cũng mới, và những cái văn bản của tỉnh ban hành. Các em có thể là lựa chọn các cái tỉnh tương tự ở đây, em làm tỉnh nào thì mình sẽ tích vào tỉnh đó và ấn chấp nhận. Ở cái phần phần đơn giá ở đây, khi mà các em đào về nó sẽ hiện ra đây. Ví dụ mình sẽ áp dụng đối với Hà Nội chẳng hạn. Thì Hà Nội đây thì bên trong cái đơn giá mình sẽ xác định này, tỉnh thành phố mình chọn Hà Nội này. Bên ô đơn giá này thì nó sẽ xác định trên cái ô đơn giá ở đây thì cái phần đơn giá định mức nào mà bên phần mềm đặt trên cùng sẽ là bộ đơn giá định mức mới nhất đang áp dụng, đang có hiệu lực và đang áp dụng tại thời điểm này. Ví dụ tại thời điểm này đang áp dụng bộ mới nhất là định mức 12 phần xây dựng, định mức 12 phần lắp đặt, định mức 12 phần khảo sát, định mức 12 phần sửa chữa, thí nghiệm vật liệu, lắp đặt máy và thiết bị công nghệ. Đó chính là những cái bộ định mức mà trong thông tư 12 mà Bộ Xây dựng đã ban hành thì trong phần mềm đã đưa vào đây rồi. Về phần bóc tách, các em chỉ cần là chọn định mức thôi. Ở cột lưu ý ở đây là cột E là cột mã hiệu công tác, cột F là cột danh mục công tác trên diễn giải khối lượng. Thì khi đó thì một là các em đã bóc tách quen rồi thì các em có thể là nhập trực tiếp cái mã ở đây, mã hiệu mà mình bóc tách quen thì mình có thể là nhập mã ở đây. Ví dụ như là công tác bê tông thì mình gõ mã là AFV như này chẳng hạn, thì nó sẽ ra những cái công tác bê tông mà mình cần. Còn đối với những cái công tác nào mà mình chưa biết là từ điển, trong từ điển định mức nó có bao gồm những cái gì, thì các em sẽ làm như này. Ở cột E, ô mã hiệu công tác bất kỳ, mình enter vào đây, enter vào ô trống nhá. Thì khi đó thì nó sẽ ra được cái thông tin về cái định mức mà mình đang dùng ở đây. Ở đây như các em thấy là ở đây sẽ tìm kiếm chín ở trong cái bộ định mức xây dựng theo định mức 12 thì bao gồm là 9.178 công tác phần xây dựng. Mình có thể là xem theo, tra theo nhóm này này, bấm vào phần tra theo nhóm nhá, thì nó sẽ có chương, các chương. Ví dụ như là em muốn, các em chưa 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 nắm rõ ấy, thì các em muốn là tìm xem là ví dụ như là đầu mã công tác, phần phần chuẩn bị xây dựng mặt bằng để xây dựng như nào, thì các em có thể bấm bấm vào đây để xem chương 1. Chương 1 thì nó gồm các công tác về phần AA,
ví dụ như là các công tác về phát rừng, tạo mặt bằng xây dựng này, công tác chặt cây đào gốc bụi cây, gốc cây bụi cây này, đào gốc cây bụi cây bằng thủ công hoặc bằng máy này, các công tác phá dỡ bằng công trình bằng máy. Thì đấy là chương 1 để mà công tác mà chuẩn bị mặt bằng để mà xây dựng, thì đấy là các mã hiệu ở nó, của nó ở chương 1. Chương 2 như nào thì các em cứ vào bấm vào đây để mà xem cái mã hiệu nó đó là như nào, để về sau mình nếu mà mình nhớ rồi thì mình chỉ gõ trực tiếp mã ra thôi. Ví dụ như là các công tác về phần bê tông đúc sẵn chẳng hạn thì mình sẽ vào chương 7. Các công tác về hoàn thiện, về phần chat hoàn thiện thì mình sẽ vào chương ta chương chương 10. Đó, thì mình sẽ đối với các chương như nào thì nó sẽ có cái công tác của chương chương đó tương ứng và cái công tác hoàn thiện tương ứng ở trong cái định phần định mức. Ví dụ công tác ốp gạch thì nó là phần AK, thì em ốp tường trụ cột, ốp chân tường thì các em sẽ tìm trong đây. Rất là tiện khi mà các em không cần phải nhớ mã nhớ nhớ mã hiệu vào, không phải mở cái phần định mức ra là mình lại phải dở ra hàng nghìn trang, 9.000 trang để mình tra, thì có thể là vào trực tiếp trong phần mềm để mà mình kiểm tra. Ở đây thì anh sẽ hướng dẫn lại cái phần này. Ở phần mã hiệu đơn giá thì các em có thể bấm vào tra trong nhóm công tác. Mình có thể tìm theo tên, ví dụ mình sẽ tìm công tác chat chẳng hạn như này. Có chữ chat vào. Chat phải mark 75 chẳng hạn, enter. Thì trong 9.000 công tác thì trong phần mềm nó sẽ tự động tìm kiếm ra chỉ có 35 công tác chat rồi. Thì khi đó thì các em sẽ rất là dễ tìm ở trong cái đồ án của mình để mình làm. Thì mình có thể tích vào này. Nhiều công tác cùng lúc ở đây. Nếu mà nhớ mã thì mình có thể nhập trực tiếp nhé. Chọn này. Về phần diễn giải khối lượng cho cái công tác này thì các em có thể là chèn dòng ở đây, nhấn chuột phải này, chọn chèn dòng này, hoặc là trên bàn phím máy tính của các em ấy thì có thể ấn insert trên bàn phím chữ insert, thì mình sẽ nhập diễn giải khối lượng từ bản vẽ mình bóc tách mình nhập vào đây. Ví dụ trục 1 2 chấm 2,3 nhân 3,6 nhân 6 này chẳng hạn, enter. Trục 2 hoặc là các em có thể diễn giải bằng biểu thức nhé, hoàn toàn thì nó sẽ tự động tất cả dòng diễn giải ở đây nó sẽ được cộng dồn lên phần khối lượng này. Khối lượng thì cũng có thể nhập trực tiếp vào đây, mình sẽ nhập trực tiếp vào ô khối lượng này. Thì nếu các em đã làm quen đối với một số các cách làm dự toán ấy, thì như trước kia thì đối với các tỉnh thì họ sẽ ban hành cái đơn giá vật liệu nhân công ca máy ở đây. Ô đơn giá vật liệu nhân công ca máy ở đây nó hiện lên. Nhưng mà tính đến thời điểm này thì 63 tỉnh thành đối với định mức mới, đối với những cái văn bản quy phạm pháp luật mới thì chưa có tỉnh nào họ ban hành đơn giá xây dựng cơ bản ứng với bộ định mức mới này cả, mà chỉ áp dụng dựa trên phần hao phí định mức. Ví dụ đối với một công tác bê tông đổ bằng thủ công bằng mà đổ bê tông thủ công bằng máy trộn chẳng hạn, bê tông lót móng chiều rộng là nhỏ hơn 250 và đá 46 mã 100 thì phần mềm nó đã tra cái phần cấp phối bê tông. Phần cấp phối bê tông này các em sẽ tra ở đâu? Các em sẽ tra ở trong cái phụ lục số 2 của phần định mức xây dựng sau mã, các em có thể ghi vào về về sau là mình quên, mình không không biết là cái phần cấp phối này mình tra ở đâu. Thì cái phần cấp phối này nó sẽ tra ở trong phần sau phần bê tông, phần phụ lục vữa sau phần AF. Các em có nhớ là phần bê tông là phần AF, thì sau cái phần AF đấy nó sẽ là cấp phối vữa cho toàn bộ những cái phụ lục vữa có trong dự toán, thì nó là chính là những cái bảng mà phụ lục vữa sau phần AF, sau phần AF bê tông. Thì đối với một khối bê tông đổ bằng thủ công chẳng hạn thì nó sẽ ra được cái hao phí là nhà nước ban hành thì nó bao gồm xi măng BC 80 là hao phí là 179,8825 kg, cắt vàng là 0,572975 khối, đá 46 là 0,92865
nước là 166 lít cho một khối bê tông đổ bằng thủ công. Ngoài ra thì trong cái công tác này thì nó bao gồm phần nhân công. Thì nhân công trong cái công tác bê tông này, thì họ đang sử dụng nhân công theo nhóm ấy. Thì như lúc nãy thì anh đã hướng dẫn, đó là cái nhân công mà đang sử dụng thì nó đang sử dụng trong cái được quy định bởi thông tư 13. Nó quy định là ví dụ như là trong các công tác bê tông đổ bằng thủ công thì được nhân công lấy nhân công nhóm mấy, ví dụ ở đây là nhóm 2, quy định là thì phải lấy nhân công nhóm 2, nhân công 3/7. Công tác này bao gồm cả phần hao phí cao máy. Hao phí cao máy này thì như lúc nãy anh giải thích ban đầu thì đang lấy ở trong thông tư 13 về phần giá cao máy. Thì ở đây thì bao gồm đầy đủ cho một đơn giá một công tác, thì nó sẽ bao gồm đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá ca máy. Để cấu thành lên đơn giá vật liệu, nhân công, ca máy thì nó sẽ bao gồm hao phí định mức. Hao phí định mức ở đây nhân với giá gốc hoặc giá tháng khi mà mình tính toán dự toán tại thời điểm được yêu cầu. Thì ở đây thì sau khi mà các em đã nhập liệu ở đây nhá, nhập liệu phần dự toán, phần bóc tách dự toán, phần tiến lượng ở bên sheet công trình này rồi, thì các em chuyển sang phần phần giá tháng, đưa sang giá tháng. Ở cái sheet giá tháng này thì mình sẽ giải quyết được vấn đề về giá vật tư. Trong giá vật tư thì bao gồm là vật liệu, nhân công và máy thi công. Thì ở đây thì phần mềm nó sẽ liệt kê ra tất cả vật tư có bên phần hao phí ở sheet công trình, nó sẽ đưa sang đây. Nó bao gồm tất cả là vật tư này, vật liệu này, nhân công này và ca máy. Và các em thấy ở đây là tại thời điểm em tính dự toán ấy, các em phải giải quyết được vấn đề là cái giá này là mình áp vào như thế nào. Hoặc sếp bảo là bây giờ bóc cho anh cái hồ sơ này và áp tiếp cái giá của tại thời điểm này của trên địa bàn của thành phố tại thời điểm này là giá của quý 2 hoặc là quý 3, thì em áp vào cho anh để ra được cái bộ sơ dự toán. Thì các em sẽ sang suýt giá tháng này này. Ở cái suýt giá tháng này thì mình sẽ bất kỳ dòng nào của giá tháng thì mình nhấn chuột phải này, nhấn chuột phải nhá, mình sẽ bấm vào là lắp lại đơn giá vật liệu. Thì trên các gói dự toán bây giờ mà trên địa bàn của thành phố đang áp dụng ấy, thì đại đa số tất cả các doanh nghiệp mà đang bóc tách dự toán mà như bên anh hướng dẫn hoặc là các đơn vị họ họ làm, thì họ sẽ tận dụng lại cái bộ giá gốc trước đó của ủy ban nhân dân thành phố ban hành. Thì mình sẽ bằng cách là lắp lại giá vật liệu. Các em sẽ lấy cho anh là cái giá vật liệu 5481-2011, giá vật liệu trên cùng, mình tích vào đây và ấn chấp nhận. Khi mình ấn chấp nhận thì điều gì xảy ra? Toàn bộ các giá vật tư, vật liệu có trong quyển đơn giá được ghi chú ở đây, được giải trình ở đây là theo đơn giá vật liệu 5481-2011. Đấy là các đơn vị trên địa bàn thành phố đang lấy cơ sở đối chiếu là đơn giá vật liệu theo quyết định 5481 năm 2011. Cái vấn đề đặt ra ở đây là đối với một file dự toán mà nó có rất là nhiều vật liệu, ví dụ cả trăm loại vật liệu chẳng hạn, thì cái cơ sở mà lấy trên hiện tại thì thành phố chưa ban hành đơn giá mới, thì mình sẽ lấy cơ sở trên giá vật liệu 5481 để mình làm cơ sở đối chiếu. Nhưng cái giá vật liệu này nó có thể là nó không phù hợp so với thời điểm tính dự toán này. Vì sao? Vì cái giá này thì họ đã ban hành từ năm 2011 rồi. Thì cái giá vật liệu tại thời điểm này mình sẽ phải áp dụng theo giá thông báo của Liên Sở Tài chính, Sở Xây dựng ban hành tại từng thời điểm khác nhau. Thì tại thời điểm này thì bất kỳ dòng nào của giá tháng, các em sẽ nhấn chuột phải, chọn là áp giá thông báo vật liệu.
Ở cái phần áp giá thông báo vật liệu này thì rất là tiện dụng khi mà các đơn vị trong cả nước đang có một cái môi trường, đang có một cái cơ sở dữ liệu rất là lớn từ bên công ty Hoàng Hà. Đó là đối với tất cả các bộ giá thông báo vật liệu bây giờ ban hành thì bên trên máy chủ của công ty Hoàng Hà đều lưu trữ hết và hỗ trợ cho các sở xây dựng đã vào lấy. Ví dụ như ở đây trên địa bàn của thành phố thì từ đầu năm đến đầu năm 2021 này, mặc dù là dịch bệnh diễn ra rất là phức tạp nhưng mà những cái giá thông báo vật liệu này cũng luôn luôn thay đổi để mà cho đáp ứng nhu cầu của nhà thầu. Thì tại thời điểm này các em sẽ lựa chọn những cái bảng giá thông báo mới nhất. Ví dụ như là trên địa bàn của thành phố thì có ban hành cái giá vật liệu, giá công bố vật liệu đấy, số 02.2, ban hành ngày mùng 1 tháng 7, thì các em sẽ bấm vào đây. Sau đó mình sẽ chọn vùng cái công trình của mình cần tính toán dự toán thi công tại địa điểm nào. Ví dụ như vùng 1 thì cũng quy định ở đây là bao gồm Sơn Tây, Thường Tín, Đan Phượng, Phúc Thọ. Vùng 2 ban hành thì bao gồm các huyện, quận như Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn, Quốc Oai, Thanh Oai. Thì các em sẽ lựa chọn cái vùng tương ứng đối với cái phần dự toán mình cần giải quyết. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn là các quận vùng 6 và chấp nhận. Ở cái giá thông báo này thì nó sẽ liệt kê ra này, đối với cùng một loại vật tư có nhiều vật tư khác nhau, nhiều nhà cung cấp khác nhau thì mình sẽ lựa chọn ở đây. Ví dụ như thằng xi măng BC 30 hoặc CBC 40 chẳng hạn thì mình sẽ lựa chọn cái phần tương ứng ở đây. Mình sẽ chọn nhanh là giá cao nhất này, giá thấp nhất hoặc giá trung bình, mình sẽ lựa chọn nhanh ở đây. Thường thì sẽ lựa chọn giá trung bình để dễ giải trình nhá. Và chấp nhận thì phần mềm này nó sẽ lắp luôn cái giá thông báo mình áp vào là giá thông báo số bao nhiêu và vùng mấy để cho các đơn vị thẩm định, kiểm tra thẩm định, họ nhìn vào đây và họ biết là mình đang áp đúng hay sai. Thì đây nó sẽ áp này, áp phần này vào này. Thì như lúc nãy bây giờ vấn đề là vật liệu thì mình đã áp dụng rồi, là mình lấy theo giá thông báo rồi, nhân công và ca máy mình giải quyết ra như vấn đề như nào. Thì rất đơn giản là đối với các tỉnh mình sẽ áp dụng theo thông tư như nào. Ví dụ như lúc nãy anh đã hướng dẫn ngay từ đầu đó là có ba cái thông tư mà mình đang áp dụng để mà tính toán dự toán tại thời điểm này, đó là thông tư 11, thông tư 12, thông tư 13. Đó thì cái phần mà nhân công và ca máy nó sẽ được giải quyết bằng vấn đề mình sẽ chuyển sang đây, sang suýt đầu vào. Ở suýt đầu vào này thì nó sẽ liên quan đến vấn đề về ca máy, vấn đề về nhân công trên địa bàn. Thì tại thời điểm này mình sẽ lựa chọn là tính giá máy theo thông tư 13. Tính lương theo thì đối với các tỉnh sẽ dựa trên thông tư. Thông tư 13 rồi. Nhưng mà đối với các tỉnh sẽ họ sẽ ra một cái quyết định áp dụng cái nhân công trên địa bàn của tỉnh đó. Ví dụ tại thời điểm này thì Hà Nội có ban hành một cái quyết định là 1408 ban hành cái giá nhân công trên địa bàn toàn thành phố để mà áp dụng vào tính toán dự toán. Thì ở đây thì có cái quyết định là 1408, các em sẽ lựa chọn là quyết định 1408 ở đây. Nhưng 1408 này là 1408 theo thông tư 13. Như lúc nãy anh đã hướng dẫn ban đầu đó là ở thông tư 13 nó đã hướng dẫn chuyển đổi các nhóm nhân công từ nhân công 11 nhóm về nhân công 4 nhóm để mà áp dụng theo thông tư 13 thay thế cho cái thông tư 15. Thì ở đây các em sẽ lựa chọn là 1408 và lựa chọn vùng ở đây. Ví dụ như là dự toán mình sẽ tính trên địa bàn thành phố chẳng hạn, mình tích vào đây. Sau khi mình lựa chọn hai cái ô ở đây rồi, mình sẽ liên quan để mà tính được giá ca máy mới. Thì trong cái giá ca máy mới thì nó sẽ bao gồm chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí tiền lương, chi phí nhiên liệu và chi phí khác. Tất cả những cái chi phí đấy nó sẽ tổng hợp vào để nó ra giá thành
cho một ca máy. Thì cái giá mà quyết định cái giá máy, một trong những cái yếu tố quyết định nên giá máy đó là phần đơn giá nhiên liệu. Các em sẽ liên nghiên cứu ở bảng số 3 là bảng đơn giá nhiên liệu điện, thì em sẽ nhập cái giá nhiên liệu tại thời điểm này đây. Các em mà có thể là không biết là cái giá nhiên liệu này lấy ở đâu thì các em sẽ bấm vào là click vào đây để xem giá xăng dầu, click ở đây để xem giá điện. Hai cái giá yếu tố giá xăng dầu và giá điện thì các em, giá xăng dầu thì nó tự động sẽ phần mềm sẽ link cho các em đến cái trang web của Petro. Cái giá điện thì sẽ link đến trang của Bộ Công Thương. Do đó thì các em sẽ là nhập trực tiếp cái giá nhiên liệu ở đây. Thì sau khi mình nhập cái giá nhiên liệu vào đây rồi thì mình sẽ sang được, mình sẽ được cái giá ca máy như các em thấy ở đây, ở bên bảng bên suýt máy. Thì bảng máy này chính là bảng máy tính theo, các em sẽ lựa chọn đây này, nó nhìn ở đây nó sẽ thấy ra được là mình đang áp dụng theo cái thông tư nào. Ở đây là sẽ là tính máy, bảng tính đơn giá ca máy theo thông tư 13 năm 2021, quyết định nhân công, mà nhân công lái máy là quyết định 1408. Cái phần này rất quan trọng nhá, phần này nó sẽ các em sẽ phải lưu ý để mà ghi ở phần thuyết minh. Đối với một bộ sơ dự toán đầy đủ ấy thì cái phần thuyết minh này rất là quan trọng. Thuyết minh là theo cái thông tư nào, áp dụng theo cái quyết định nào, theo cái đơn giá của thầy nào, thì tất cả những cái mà được ghi chú ở đây này, các em sẽ ghi ra cái phần thuyết minh mà trên bộ sơ dự toán đầy đủ của các em để mà ra một bộ sơ. Thì ở đây phần giá ca máy thì như các em đã được học là giá ca máy thì nó sẽ bao gồm là phần thì trong cái nhân công vận hành máy thì hầu hết là cái nhân công mà người ta đang sử dụng trong cái vận hành máy trong thông tư thì đều lấy là nhân công 3/7 của nhóm 4 nhá. Nhân công nhóm 4. Và ở đây thì nó sẽ tính ra đối với cái phần định mức này, các em sẽ lựa chọn và cái này tra ở đâu nhá. Định mức giá ca máy thì tra trong thông tư 13. Lưu ý nhá, để mà lấy ở đâu để mình tra lại ấy, mình biết là phần nhiên liệu, năng lượng, khấu hao, sửa chữa thì là trong thông tư 13. Phần phụ lục trong thông tư 13. Ở đây thì nó dựa trên cái nguyên giá, dựa trên cái giá nhiên liệu thì nó tính ra một ca, ví dụ như máy đâm bàn 1 kW này chẳng hạn thì một ca chi phí nó là trả 242.445 đồng. Một cái máy trộn bê tông 250 lít cho một ca máy thì nó là 286.455 đồng. Thì đây thì một số các máy nó đã bị nó giảm đi rất là nhiều so với cái thông tư trước đó là thông tư 11 và thông tư 15. Thì cái giá ca máy ở đây mà các em vừa tính đây, giá nhân công thì các em tính theo thông tư 10, theo cái quyết định 1408 của thành phố đây. Thì hai cái giá nhân công, giá nhân công và giá ca máy mà các em vừa tính, khi mà các em bấm vào link nhân công góc trái cuối cùng màn hình, chấp nhận link ca máy, thì cái giá mà được giải trình ở đây, được cách tính ở đây, bên nhân công và bên máy, nó sẽ được đưa về phần giá tháng. Khi đó này, cái bài toán đặt ra khi mà bóc tách dự toán thì hầu như đến cái bước này là các em đã hoàn thiện. Vì sao? Vì những cái bước sau theo biểu bảng, theo luật như nào thì phần mềm nó là một công cụ nó hỗ trợ hoàn toàn rồi. Do đó này, các em chỉ lưu ý này, trước tiên là phải xác định là cái luật thông tư mình tính theo thông tư nào, theo định mức nào, tại thời điểm đấy áp dụng cái giá vật liệu theo thời điểm nào, giá nhân công và giá ca máy thì các em sang suýt đầu vào và như vừa rồi hướng dẫn tính ấy, theo thông tư nào, theo quyết định nào của thành phố. Thì sau khi mà mình tính theo quyết định rồi thì phần mềm nó sẽ tính ra đây, nó sẽ tính ra đây, và cái giá trị mà vừa được tính đấy nó sẽ được đưa sang cột giá tháng này. Khi đó
thì cái đơn giá để cấu thành nên một một công tác nó đã có, thì sẽ em các em sẽ sang cái bảng tổng vật tư này, bấm sang tổng vật tư. Bảng một tổng vật tư hiện tại thì ở đây nó sẽ ra một cái bảng tổng hợp vật tư và chênh lệch giá. Nhưng mà các em hiểu là tại thời điểm mà tính dự toán thời điểm này này thì nó sẽ không có chênh lệch, nó sẽ không có chênh lệch. Vì sao? Vì hầu hết các công trình tại thời điểm này tính, hoặc là có thể em tính trong đồ án, thì chênh lệch, tại sao nó có chênh lệch và chênh lệch lấy ở đâu, thì trong 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 khi mà khi áp dụng để làm đồ án thì mình có thể là áp dụng những cái bộ đơn giá cũ ngày xưa để cho nó có cơ sở đối chiếu. Ví dụ là mình sẽ áp dụng những cái bộ đơn giá trước đó thì nó sẽ có giá gốc. Ví dụ bộ đơn giá 5481 thì nó sẽ cái giá, nó sẽ thể hiện giá gốc ở đây là giá theo đơn giá 5481, và cái giá hiện tại ở đây là cái giá tháng mà các em vừa tính theo thông tư mới. Thì khi đó thì giá hiện tại, giá hiện trường hoặc là giá hiện tại trừ đi giá gốc thì nó sẽ ra chênh lệch. Còn ở đây thì chênh lệch nó đương nhiên là nó sẽ không có chênh lệch, vì cái giá hiện tại này tại thời điểm này nó không có giá gốc để mà trừ đi thì nó sẽ không tính đến chênh lệch, mà các em sẽ tính theo cái đơn giá trực tiếp. Ở đây thì như khối lượng ở đây này, các em sẽ thấy là khối lượng này là khối lượng tổng, nó sẽ móc ra là tổng cái vật tư của toàn bộ cái phần công trình ở đây, là bao gồm phần bao nhiêu vật liệu, bao gồm bao nhiêu nhân công, bao gồm bao nhiêu cái máy. Và khi đó thì cái phần này thì khi mà trong quá trình làm ấy thì để mà lấy hóa đơn chuyển cho kế toán ấy, thì các em cũng có thể in bản này ra và đưa gửi cho bên kế toán để họ có thể lấy hóa đơn cái phần phần vật tư như này. Thì ở đây thì nó có rất nhiều, em có thể lựa chọn các biểu bảng khác nhau ở đây nhá. Ở đây có rất nhiều các biểu bảng khác nhau, bảng khối lượng vật tư này, bảng giá gốc này, giá tháng này, mình lựa chọn phù hợp cho cái phần phần việc của mình làm thôi. Mình yêu cầu bên họ yêu cầu những cái bảng như nào thì nó sẽ lựa chọn ở đây. Ví dụ như là bảng đầy đủ thì nó có rất nhiều các cái thông số ở đây nhá, giá thông báo, giá gốc, giá thông báo nhân hệ số, thanh tiền. Thì ở đây nó hầu hết là nó có công thức link như bên Excel ấy. Các em có thể dễ dàng kiểm tra xem là ô nào thì bằng ô nào nhân với ô nào. Thì ở đây thì nó sẽ lựa chọn. Thường thì các đơn vị sẽ để bảng này là bảng số 8, là bảng trên được chút gọn, nó sẽ thể đầy đủ. Ở cái phần tổng vật tư này thì nó sẽ tổng hợp toàn bộ cái phần khối lượng vật tư. Nhưng mà trong cái phần khối lượng vật tư ấy thì khi mà mình làm dự toán thì mình sẽ xác định là mình không biết là cái phần vật tư ở đây này, những công tác nào dùng, và mình có thể kiểm tra những cái phần khối lượng đó xem có đúng hay không ấy. Thì các em có thể mò lại được bằng cách là bấm vào là có danh sách công tác ở đây, tích vào đây có danh sách công tác này, bấm vào nút mũi tên xanh xanh này hoặc là F5 trên bàn phím. Thì đối với từng cái khối lượng ở đây nó sẽ có một chấm xanh ở đây này, các em chỉ chuột vào đó thì sẽ biết là cái 31,9 khối cát vàng này công tác nào đang dùng và tại sao nó ra 31,9 khối. Thì ở đây nó sẽ là cái khối lượng mà thi công ấy, nó sẽ là 55,68 nhân với 0,573 khối cho một khối bê tông đổ bằng thủ công, thì nó ra là 31,9032 khối. Thì đấy đấy là cái cách tính mà tại sao mà nó ra những con số này. Thì các em có thể chỉ vào những cái phần công tác, cái phần chấm xanh này để mà thấy được là cái tại sao nó ra những con số như thế. Thì cái phần tổng hợp vật tư và chênh lệch giá này rồi thì về cơ bản thì các em sẽ nó sẽ ra như này, và mình sẽ tìm hiểu thêm là tại sao nó lại có những biểu bảng này. Thì nó chính là trong cái phụ lục nhé, phụ lục của thông tư 11 nhé. Những cái biểu bảng này nó đều là trong phụ lục của thông tư 11, nó hướng dẫn cụ thể. Tiếp theo nữa đó là cái bảng đơn giá chi tiết. Đơn giá chi tiết nó chính là phần hao phí định mức, nó diễn giải cho hao phí định mức cho các công tác trong dự toán mà mình đang đang bóc tách đấy. Thì đối với một công tác thì bao gồm là định mức cho một công tác này là bao nhiêu, cái phần này là phần mình tra nhé,
tra đằng sau đối với công tác AIF này thì mình tra trong phần phần đơn giá xây dựng công trình nhé, phần định mức xây dựng công trình, định mức số 12, phần xây dựng công trình. Thì đối với một khối bê tông sản xuất công trộn thì đây, đây là phần định mức này. Cái giá này các em thấy là linh từ bên tổng vật tư sang, và cái giá này chính là cái giá mà các em đã đưa vào ở bên suýt giá tháng. Cái cách tính ở bên suýt giá tháng đấy, nó sẽ đưa ở cột giá tháng, nó đưa sang sang cái cột F này, là cột đơn giá này. Và khi đó thì để cấu thành lên một công tác thì bao gồm vật liệu, ở đây nó tính ra là 585.000, nhân công là 235.000 và ca máy là 48.790. Cái giá trị này nó sẽ thể hiện cho một công tác này ở đây, như các em thấy là bên suýt công trình đấy, nó sẽ cấu thành này, đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, ca máy ở đây nó không có, nhưng mà khi mà các em đã đưa vào phần vật liệu ở bên giá tháng, những cái văn bản quy phạm pháp luật bên giá tháng, thì ở bên đơn giá chi tiết này nó tính ra phần vật liệu là bao nhiêu, nhân công là bao nhiêu, ca máy vào là bao nhiêu, và cái giá trị đấy nó sẽ được chuyển sang giá tổng hợp ở đây. Các em sẽ thấy ở đây giá tổng hợp này, giá tổng hợp này thì các em có thể bấm luôn vào máy của các em ấy, thì nó link từ bên giá chi tiết sang, vật liệu này link đơn giá chi tiết này, căn là nó link từ đâu sang thì căn chuẩn móc vuông nhá, kể cả bên sale đấy là thủ cho bên sale cũng làm như thế nhá, căn chuẩn móc đây, nhân công là bên đơn giá chi tiết H12 này, căn chuẩn móc này đấy, mình có thể kiểm tra ở đây. Đây và đây cái dự toán, hồ sơ dự toán mà mình cần in ra nó sẽ thể hiện ở đây. Ngày xưa thì các em ở in ở suýt công trình, nhưng mà bây giờ mà hồ sơ dự toán ở phần tiên lượng ấy thì mình sẽ in ở bên suýt giá tổng hợp. Ở phần giá tổng hợp này thì mình sẽ in cái phần phần hồ sơ dự toán ở đây. Đây chính là cái phần dự toán mà các em vừa vào và đã hầu như là đã hoàn thành được cái phần tiên lượng, phần dự toán đấy, coi như là cái bước các bước từ nãy giờ là đã ra được cái bước này thì hầu như là đã là khá là ok rồi. Còn cái những cái bước sau thì nó tự động nó chạy rồi. Ví dụ để mà áp theo cái thông tư mới thì nó sẽ liên quan đến biểu bảng là bảng 3.2 đến 3.8. Các em bấm sang sheet là tổng hợp kinh phí hạng mục. Ở đây. Ở cái sheet tổng hợp kinh phí hạng mục này thì như các em thấy ở đây nó bao gồm này. Đây là chính là phần bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng nhé, bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công, và ba cái chi phí này nó gọi là chi phí trực tiếp. Chi phí trực tiếp là chi phí nào? Nó bao gồm là chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí máy thi công. Đấy là chi phí trực tiếp. Đó. Chi phí này lấy ở đâu ra? Là chi phí này nó sẽ lấy từ bên bảng dự toán hạng mục công trình, là bên giá tổng hợp để sang. Các em nhìn ở đây này, giá trị này lấy bên giá tổng hợp. Giá tổng hợp là bên suýt này, là lấy từ chi phí vật liệu là hàm xăm đấy. Xăm của cái phần vật liệu này, xăm phần nhân công này và xăm phần ca máy này là chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí ca máy, nó lấy từ bảng tổng kinh phí hạng mục này, lấy từ bên bảng giá tổng hợp sang. Phần 1 là chi phí trực tiếp. Phần 2 là chi phí gián tiếp. Chi phí gián tiếp nó bao gồm những chi phí gì? Chi phí gián tiếp theo thông tư thì nó bao gồm là chi phí chung. Chi phí thứ hai đó là chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công. Chi phí số 3 là chi phí một số công việc không xác định khối lượng từ thiết kế. Đấy là ba cái chi phí mà được định nghĩa đó là chi phí gián tiếp, đưa vào chi phí gián tiếp. Cái mục thứ ba đó là thu nhập chịu thuế tính trước và chi phí xây dựng trước thuế, chi phí thuế giá trị gia tăng, và cuối cùng là chi phí xây dựng sau thuế. Tất tần tật giá trị ở đây nó đang được ăn theo cái thông tư mới, đó là thông tư 11 năm 2021, và một loạt các thông tư ban hành rất là cách tính rất là khó đấy, thì trong phần mềm đã đưa vào cơ sở dữ liệu để mà các em tính toán trong quá trình mà lập dự toán. Thì ở đây thì mình chỉ cần bấm này, thông tư, ô thông tư này, mình chọn là thông tư 11 2021, và cuối cùng nó ra được cái bảng dự toán hạng mục công trình.
Đây, cái phần này là bảo tổng hợp dự toán chi phí xây dựng. Thì đối với phần tổng hợp dự toán chi phí xây dựng này, những cái chi phí ở trong này, ví dụ như chi phí chung, chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công, chi phí một số công việc không xác định khối lượng thiết kế, những cái chi phí này hệ số nó sẽ ăn theo cái loại công trình của các em lựa chọn. Ví dụ như là áp dụng là mình sẽ làm gói với gói dự toán làm công trình dân dụng chẳng hạn, thì đối với gói làm công trình dân dụng thì chi phí chung các em tra trong cái thông tư 11 nhé, trong cái phần phụ lục của thông tư 11 nó nói rõ là đối với các công trình dân dụng dưới 15 tỷ thì tỷ lệ chi phí chung nó sẽ là 7,3%. Đối với chi phí chung, chi phí lán trại nhà tạm để ở và điều hành thi công thì cái phần chi phí lán trại nhà tạm nó chỉ ăn được 1,1% thôi, nó không như ngày xưa là 1,2%. Chi phí một số công tác không xác định khối lượng được thiết kế thì bây giờ nó không phải tách ra thành lập dự toán đối với những cái chi phí không xác định khối lượng thiết kế nữa, mà đưa trực tiếp cái hệ số chi phí ở đây là 2,5%, và tất cả các chi phí ở đây các em sẽ phải thay đổi tùy từng loại công trình của các em. Thì các em sẽ phải vào đây, vào menu công trình, bấm vào hệ số chi phí xây lắp, bấm vào hệ số chi phí xây lắp, các em sẽ bấm vào đó. Trong cái phần bảng hệ số này mình có thể chỉnh sửa từng loại công trình, thì mình sẽ bấm vào đây này, bấm vào 3.5. Đây này, trong thông tư ví dụ công trình dân dụng là 7,3% đối với chi phí trực tiếp T nhỏ hơn hoặc bằng 15 tỷ là dân dụng là 7,3%, hầm giao thông 7,3%, tu bổ phục hồi di tích lịch sử văn hóa là 11,6%, công trình nông nghiệp phát triển nông thôn là 6,1%, công nghiệp 6,2%. Mình sẽ lựa chọn cái loại công trình tương ứng và chấp nhận. Và cái loại hạng mục, cái nhóm công trình này, mình làm nhóm công trình đối với loại hạng mục như nào thì mình sẽ lựa chọn. Đây nó có rất nhiều các loại, các nhóm công trình khác nhau, từ trong cái thông tư 11 hoặc thông tư 16 thì nó cũng định nghĩa ra là rất nhiều các loại công trình, ví dụ công trình dân dụng, tu bổ, công nghiệp, giao thông, hào kỹ thuật, cống cáp. Hoặc mai kia các em đi thi công mà lại vào có cơ hội để cộng tác với một số các đơn vị bên viễn thông chẳng hạn, ví dụ bên Viettel, bên Mobifone hoặc VNPT, thì những cái bộ đơn giá định mức đó là đều là do bên công ty Hoàng Hà mà đã liên kết với bên đấy để mà ra những bộ định mức. Thì các em có thể lựa chọn những cái loại công trình đây, ví dụ hệ thống truyền dẫn V3, hệ thống viễn thông nông thôn, thì những cái loại công trình tương ứng các em sẽ lựa chọn tương ứng ở đây và chấp nhận. Sau khi ấn chấp nhận thì tất cả hệ số ở đây nó sẽ ăn theo cái loại công trình, theo cái hệ số mà các em đã lựa chọn. Và cái bảng tổng hợp chi phí xây dựng này nó thể hiện, nó sẽ đưa sang cái tổng hợp chi phí xây dựng bên suýt bên cạnh nhá. Các em bấm sang đây, đây là bảng tổng hợp chi phí xây dựng, và nó sẽ liệt kê ra cái chi phí xây dựng trước thuế, thuế và sau thuế. Ở đây anh đang hướng dẫn cho các em là đối với công trình chỉ có một hạng mục thôi, nhưng các công trình thường thì có rất nhiều hạng mục ở trong đó. Ví dụ anh quay trở lại với suýt công trình, ở phần này là phần hạng mục 1, ví dụ anh ghi chú ở đây, đây là phần hạng mục phần móng. Để mà hạng mục tiếp theo thì các em sẽ có một từ khóa ở đây, ở cột E là cột mã hiệu công tác, có một từ khóa mà các em cần lưu ý, đó là HM. HM, HM là từ khóa, là hạng mục để phân tách ra các hạng mục tiếp theo. HM Enter, đây là ví dụ, đây là phần thân. Và các hạng mục này các em sẽ lập dự toán bình thường như này. Và khi đó thì nó sẽ có hai hạng mục này. Nó phân tách ra phần móng, tổng phần móng, phần thân, tổng phần thân và tổng hợp kinh phí hạng mục đây. Phần tổng hợp kinh phí hạng mục này nó sẽ hạng mục phần móng này 63 triệu, phần thân 63 triệu, và trong công trình hệ số chi phí xây lắp nó sẽ có hạng mục phần móng, hạng mục phần thân. Nhưng mà hạng mục phần thân này, ví dụ mình ở đây mình sẽ định nghĩa ở đây là phần công trình giao thông chẳng hạn, và chấp nhận.
thì cái hệ số ở đây nó sẽ thay đổi đi, nó sẽ thay đổi đi. Tổng hợp chi phí xây dựng nó sẽ có phần móng, phần thân đó. Thì đến cái bước này là các em đã hoàn toàn là ra được một bộ hồ sơ rồi. Nếu mà mình mà phần dự toán, nếu mà mình làm dự toán thì đã xong nhá. Dự toán đến đây là ok, là đã xong phần dự toán, là chỉ cần đến cái bảng này thôi. Nhưng cái vấn đề đặt ra là khi mà mình làm thầu thì mình liên quan đến bảng nào? Ngoài cái bảng tổng chi phí, bảng công trình ra, tổng vật tư ra, thì cái phần thầu thì sẽ em sẽ bấm sang đây. Đó. Phần thầu còn liên quan đó là cái bảng tổng hợp kinh phí này nữa. Và tổng kinh phí, tổng hợp kinh phí hiện tại thì đang ăn theo, vẫn đang ăn theo cái thông tư 16 và cái thông tư mới là thông tư 11. Thì trong cái bảng tổng hợp kinh phí này thì nó bao gồm này. Một là chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Hai là chi phí xây dựng. Thì trong chi phí xây dựng thì nó cũng chia thành hai khoản mục, đó là chi phí xây dựng chính phụ trợ hoặc là chi phí những cái hạng mục mà phụ trợ bên trong. Ở đây thì có hai hạng mục phần móng và hạng mục phần hoàn thiện. Phần móng và phần thân thì sẽ liệt kê ở đây. Cái tiếp theo đó là cái phần chi phí phần thiết bị ấy, thì nó sẽ ở bên tổng hợp chi phí thiết bị này, nó đưa sang. Các em sẽ thấy này, chi phí quản lý dự án thì tất cả chi phí ở đây nhá. Các em tra ở đâu? Các em tra trong thông tư 16 2019 về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng. Hoặc tại thời điểm này thì các em có thể tra mở ra tra trong phụ lục của thông tư 11. Thì những cái chi phí này là nó tính lũy suy theo cái tổng mức để nó ra những hệ số ở đây. Hệ số 3,282% hoặc 2,9636% đối với chi phí quản lý dự án này. Chi phí mục 5 là chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thì bao gồm rất nhiều các chi phí khác nhau. Đấy. Chi phí thẩm tra, chi phí lập bản vẽ thiết kế, chi phí đánh giá hồ sơ mời thầu. Ở đây là hâm ba lăng tất cả các loại chi phí. Vấn đề đặt ra đó là trong một công trình mà mình không lựa chọn một số các chi phí thì mình giải quyết như nào? Thì mình có thể bỏ đi thôi bằng cách là bấm vào chọn chi phí. Trong phần chọn chi phí này thì mình có thể bỏ đi những cái chi phí nào mà mình không được tính và không cần thiết, thì mình bỏ những cái tích gì đi và ấn chấp nhận. Thì trong phần mềm nó sẽ tự động hoàn toàn nó chạy lại thôi. Đó. Còn để ra một bộ sơ thầu thì các em sẽ phải sang phần chiết tính này nhá. Bấm sang chiết tính này. Ở phần chiết tính này thì nó sẽ liên quan đến một loạt các phần đuôi. Ví dụ để mà ra được cái phần thầu thì đối với từng công tác thì nó bao gồm ví dụ như là chi phí gián tiếp, chi phí chung, chi phí lán trại nhà tạm, chi phí một số công tác không xác định từ thiết kế, rồi chi phí thu nhập chịu thuế trước, lãi của doanh nghiệp, chi phí quản lý của doanh nghiệp, rồi tất cả những chi phí ăn theo tất tần tật để mà ra được một công tác để mình mang đi mình đấu thầu thì nó sẽ là cái giá trị cuối cùng này. Giá trị mà chi phí xây dựng sau thuế này, đó là cái giá trị cuối cùng để mình đấu thầu. Thì cái giá trị cuối cùng này sẽ được đựng link sang cái bảng dự thầu đây. Đó, sang phần dự thầu này. Thì cái giá trị cuối cùng mà bên chiết tính, đây là cái khi mà các em in một bộ sơ dự thầu thì cái giá trị cuối cùng này sẽ được thể hiện luôn ở phần 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 bên dự thầu này. Đến hầu hầu như là các em đã ra hoàn toàn ra một bộ sơ dự thầu. Còn phần quyết toán thì các em xử lý như nào? Phần quyết toán thì đối với các khóa mà bên công ty rất là ưu ái gửi tặng cho các em những cái bộ phần mềm, thì cái gói mà các em đang sử dụng là bó gói full mà đầy đủ nhất, mà đối với các doanh nghiệp đang sử dụng có giá trị là 7 triệu, thì đấy đấy là cái gói mà cao nhất. Thì các em về phần quyết toán nhé, sau khi các em làm dự toán rồi, thường thì theo hồ sơ thì quyết toán là quyết toán theo hồ sơ thì quyết toán đủ, quyết toán theo khối lượng hợp đồng thì hợp đồng như nào thì thường là quyết toán đủ theo cái giá trị đó. Thì các em sẽ sau khi mà làm dự toán xong ấy, để ra một bộ quyết toán đầy đủ theo mẫu của nghị định mới, nghị định 11.
thông tư 11 rồi những cái đơn giá nhân công giá cao máy mới, thì các em bấm sang quyết toán này. Ở phần quyết toán này thì các em sẽ thấy là cái hồ sơ dự toán sau khi mà mình xong rồi mình gửi sang cho các đơn vị ấy, rồi mình mang một bộ sơ quyết toán đi mình gửi lên kho bạc để quyết toán cho theo mẫu của thông tư nghị định 11 và cái mẫu 8B. Các em sẽ sang quyết toán này. Đối với giai đoạn 1 mình thi công theo từng giai đoạn, mình sẽ quyết toán theo từng giai đoạn. Thì ở đây các em có thể nhấn chuột phải, bấm vào thêm công tắc từ dự toán căn chung quy. Các em sẽ lựa chọn quyết toán ở đây. Giai đoạn 1. Giai đoạn 2 thì các em lại nhấn vào đây nhá, nhấn chuột phải này, thêm công tắc từ dự toán này hoặc căn chung quy chọn giai đoạn 2. Khi đấy thì nó sẽ chạy lại cái giá tháng quyết toán này và các em sẽ in ra cái khối lượng cái hồ sơ mà gửi lên kho bạc của quyết toán, nó chính là khối lượng hoàn thành. Các em bấm luôn sang khối lượng hoàn thành thôi. Thì đây đấy chính là cái mẫu 8B. Các em phải làm quen những cái mẫu này. Về sau này thì khi mà làm dự toán rồi sếp lại bảo là làm cho anh một bộ hồ sơ đầy đủ để mà gửi lên kho bạc để làm quyết toán theo cái hợp đồng ban đầu đấy, thì các em sẽ phải lưu ý như này. Nó bao gồm là tên dự án, mã dự toán, tên gói thầu, chủ đầu tư, nhà thầu, các em phải điền các thông số vào đây. Và những cái thông số để mà ban đầu ấy, giá trị hợp đồng ban đầu là bao nhiêu, giá trị thanh toán là bao nhiêu, thì trong phần mềm về cơ bản đã ghi hết những cái bút toán này cho các em rồi. Và những cái giá trị này là các em chỉ cần in ra và thực hiện chủ đầu tư rồi đơn vị nhà thầu ký. Ở đây là hoàn toàn nó ra một bộ hồ sơ đầy đủ. Đầy đủ cho các em này. Khi mà các em có thể in ấn ý, thì vừa rồi thì đã hướng dẫn đầy đủ cho các em là cái quá trình từ luật như nào rồi cách áp dụng vào trong phần mềm như nào để ra hoàn thành một bộ hồ sơ dự toán. Thì cái phần hướng dẫn về thời lượng nó cũng không có nhiều. Rồi trong quá trình làm thì cũng, hoặc là trong quá trình mà các em triển khai các công việc ấy, thì nó sẽ gặp vướng mắc. Thì các em có thể là bấm vào phần trợ giúp, bấm vào phần tác giả. Khi các em đã có khóa bản quyền của bên G8 thì các em đều là những khách hàng quen thuộc của G8. Và trong quá trình làm đồ án, trong quá trình làm công việc thì các em có thể là gọi điện về bên công ty. Công ty sẽ hỗ trợ các em về kỹ thuật. Thì cái số điện thoại đầu tiên này là số của anh phụ trách G8 của tất cả các chi nhánh của G8 trong cả nước hiện tại đang có, rồi cũng là bảng tác giả của G8 này luôn. Do đó thì trong quá trình làm thì rất là vui để mà được giúp đỡ các em trong quá trình mà thực hiện đồ án, trong quá trình hoàn thành những cái bộ hồ sơ dự toán sau này khi mà đi làm. Thì cái phần về phần liên hệ thì các em có thể liên hệ trực tiếp với anh theo số này hoặc là những cái số cố định ở đây. Thì khi mà một bộ hồ sơ dự toán mà các em đã hoàn thành đầy đủ ấy, thì các em có thể là xuất những cái bộ hồ sơ đấy. Các em in ấn thì có thể in ấn luôn trên phần mềm nhé, bằng cách là bấm vào biểu tượng in ấn ở đây hoặc là Ctrl P trên máy tính của em ấy là in ấn, hoặc là preview ở đây để in ấn cái bộ hồ sơ đầy đủ ra này, hoặc là đối với các phần mềm, đối với các đơn vị mà không có phần mềm chẳng hạn thì mình gửi hồ sơ để mà đi mà thẩm định hoặc kiểm tra như nào thì rất đơn giản là các em bấm vào xuất trong Excel này. Xuất trong Excel nhé. Đây, bấm xuất trong Excel này. Lưu file ở desktop này chẳng hạn. Cái này là file ví dụ 123. Và ấn lưu này. Hãy xuất toàn bộ các bảng này. Ấn chấp nhận này. Khi đó thì chắc là chỉ chờ đối với các công trình như anh hay làm dự toán thì nó đối với công trình mà tầm vài nghìn công tác thì nó chỉ mất vài giây thôi. Chỉ chắc 10 đến 30 giây thôi. Đối với phần mà xuất dữ liệu sang Excel này thì khi đó thì khi mà xuất sang Excel xong thì
các em có thể mở trực tiếp trên file Excel lên để kiểm tra hoặc là gửi hồ sơ đi. Còn về cơ bản của phần mềm thì trong phần mềm thì nó cũng có thể là hỗ trợ các em ấy, là khi mà làm xong một bộ hồ sơ mà mình gửi cái bộ hồ sơ đấy lên trang đấu thầu của dịch vụ công quốc gia đó, thì mình sẽ xử lý như nào. Thì trong phần mềm thì các em ở đây nhá, ở phần menu đấu thầu này này, trong menu đấu thầu này thì có cái phần mà đây anh sẽ đây, mở cái file Excel ra này. Đây là file Excel mà các em vừa xuất sang nhé. Nó đầy đủ tất cả các suite này, các suite bên Excel, và em có thể chỉnh sửa bên Excel nhé. Ở cái phần đấu thầu ở dịch vụ công quốc gia thì khi mà đi làm thì các em sẽ phải làm quen với vấn đề đó. Ở đây thì như anh sẽ hướng dẫn các em này, ở trang của dịch vụ công quốc gia thì của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ấy, hệ thống đấu thầu điện tử bây giờ do dịch bệnh thì các rất nhiều các công trình mình sẽ phải gửi hồ sơ qua cái trang đấu thầu điện tử này mà không cần phải đi gửi thầu trực tiếp này. Thì các em sẽ vào trang chủ của nó trên mua sắm công nhé, mpi.gov.vn, đấy là trang của bộ. Mình sẽ gửi như nào, mình sẽ lấy cơ hội việc làm như nào. Mình sẽ vào đây, vào trang này, mình sẽ bấm vào phần xây lắp này. Ở phần xây lắp này thì xây lắp trong trang chủ này thì nó rất nhiều các gói thầu khác nhau họ đưa lên đây, và việc của mình là đối với các công ty thì sẽ tham gia hoạt động đấu thầu qua mạng này bằng cách là mang những cái bộ hồ sơ để mang về để mình tham dự. Đây ví dụ như là ở đây thì có một cái ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình chẳng hạn, họ mời thầu ngày thời điểm đăng tải là ngày 27 tháng 9, mình bấm tham dự ở đây. Sau khi bấm tham dự thì mình sẽ vào đấy để mình lấy các gói để mà mình lấy xuống để mình làm hồ sơ đấy, thì mình bấm vào này, các em sẽ kéo xuống nhé, hồ sơ dự thầu gói xây lắp này các em kéo xuống này, bấm vào nhập các biểu mẫu dự thầu này. Khi mà sếp bảo là lên đây để lấy cái phần chào thầu xuống ấy, thì các em sẽ phải vào đây và lấy. Các em kéo sang nhá, liên quan đến chỉ cái mẫu số 18 thôi nhá. Các em, việc của em là lấy cái mẫu thầu là mẫu số 18, em bấm vào đây. Ở trong phần mẫu số 18 này chính là bảng tổng hợp giá dự thầu được chào thầu đấy. Thì đây nó trong đây, trong cái thông tin tham dự gói thầu này thì họ chào thầu phần sàn này, phần nền này, phần móng này. Thì ở đây nó sẽ gồm rất là nhiều các trang chào khác nhau. Việc của em là em sẽ lấy cái này xuống bằng cách này, em mở G8 lên này, em mở phần mềm G8 này, em mở phần mềm G8, sau đó em vào menu đấu thầu online. Em bấm vào là tải về tiên lượng mời thầu từ website của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Em bấm vào đây. Đây, phần mềm. Phần mềm nó hỏi này, tải về từ trang này để mà bấm tải về dữ liệu nhá. Mình bấm vào đây. Có chắc chắn tải về từ trang website này không? Ấn đồng ý. Và các việc của em là chắc là chỉ ngồi chờ thôi. Ở đây nhá, ở đây 7 trang với 314 công tác chào thầu thì phần mềm chỉ lấy về trong khoảng thời gian là 8,44 giây thôi, rất là nhanh. Đây, việc của em đây, sau khi chào thầu thì mình đã lấy về phần được phần tiên lượng như này, phần khối lượng ngay ở trên trang. Mà khi đó về thì mình lại tiếp tục mình vào được cái phần như lúc đầu anh đã hướng dẫn đấy, phần dự toán mình sẽ vào phần giá tháng, phần nhân công, phần ca máy theo thông tư định mức.
Và khi đó thì nó sẽ ra được, ở đây này, nó sẽ ra được cái phần dự toán ở đây. Ở đây thì anh có một cái ví dụ là anh đã, ví dụ anh đã làm xong một bộ sơ dự toán và ra được cả cái phần chiết tính, phần dự thầu ở đây. Ra hoàn thành một bộ sơ. Khi đó thì mình sẽ làm như nào? Đây. Mình vào trang của bộ kế hoạch đầu tư, mình gửi cái hồ sơ mình đã làm. Mình sẽ tra ra cái gói thầu mình tham dự, mình nhấn tìm kiếm. Và đây mình tham dự gói thầu này. Nhập các biểu mẫu dự thầu. Mình kéo sang để mình chuyển sang cái mẫu mẫu số 18. Khi đấy các em thấy là đơn giá mà ở đây, đơn giá dự thầu ở đây này. Sau khi mà công ty mình hoàn thành, mình sẽ tải cái đơn giá dự thầu ở đây lên và thành tiền là bao nhiêu cho một cái khối lượng mời thầu này, thì các em sẽ bấm vào bên phần mềm, em vào menu đấu thầu, đấu thầu online, tải đơn giá dự thầu G8 lên website bộ kế hoạch đầu tư. Các em bấm tải dữ liệu lên, ấn đồng ý. Đấy, có 4,59 giây thôi cho gần 500 công tác. Em đóng vào cái phần mà dự thầu mà các em đã làm hoàn thành ở bên này, bao nhiêu tiền các em gửi lên trực tiếp trên trang này. Đấy. Và các em chẳng không phải đi đâu cả, các em bấm vào hoàn tất thì cái hồ sơ mà các em, doanh nghiệp các em đã gửi, đã làm hoàn thành thì gửi trực tiếp về trang của Sở Kế hoạch Đầu tư để mà tham gia đấu thầu online. Rất là tiện dụng trong quá trình dịch bệnh rồi, thời điểm này mà doanh nghiệp đỡ phải tốn kém các chi phí. Đấy, về 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 mặt về kỹ thuật của phần mềm thì trong phần mềm thì tương đối là từ nãy giờ anh đã hướng dẫn cũng là khá là chi tiết về các bước để mà lập dự toán rồi hoàn thành một bộ sơ. Thì các em cũng từ đầu giờ cũng tham gia rồi, thực hành trên máy thì có câu hỏi nào cần hỏi thì các em có thể là hỏi trực tiếp anh. Còn nếu mà chưa có câu hỏi hoặc là có những câu hỏi nào mà mình chưa tiện hỏi ở đây thì có thể là gửi qua Zalo, cái số điện thoại thì lúc nãy anh đã ghi ở phần tác giả đấy, thì có thể nhắn tin trực tiếp để mà trao đổi, mà hỏi đáp những cái vấn đề liên quan đến phần mềm. Có em nào có câu hỏi nào cần trao đổi không? Các em nào có câu hỏi cứ mạnh dạn. Các bạn sinh viên có gì thì hỏi anh Nam đi, anh Nam sẽ hỗ trợ. Anh Nam, em hỏi tí với cái phần mà đao, cái phần thầu về ấy, thì có cần ở trên bộ kế hoạch đầu tư thì như cần có phải một cái khóa cứng nữa đúng không? Đối với cái trang của bộ kế hoạch đầu tư thì trước khi để mà hợp thức hóa hồ sơ rồi để cơ quan quản lý nhà nước quản lý cái hồ sơ của doanh nghiệp mình thì khi đó thì các công ty phải đăng ký với bộ kế hoạch đầu tư. Sau đó bộ kế hoạch đầu tư sẽ gửi mail và đưa một cái đường link, địa chỉ, password và mật khẩu cho doanh nghiệp. Khi đó thì doanh nghiệp mới truy cập và gửi hồ sơ lên và đao hồ sơ về được chị nhé. Em đang hỏi là nếu như mà tức là mình đao hồ sơ về, ví dụ nhá, em muốn đây, trong thật sự là em muốn ví dụ em đao một cái bộ tài liệu mới cho sinh viên chẳng hạn. Vâng. Nhưng em nhờ một công ty nào đấy đao hồ sơ về nhưng họ không dự thầu gói đấy thì có sao không? Không sao cả, mình khi mình không hoàn thành
mình khi không mình làm xong rồi mình không tải lên thì mình không Vâng. vấn đề gì cả. Khi nào mình tải lên thì phải nó xác nhận bằng chữ ký số của doanh nghiệp thì bắt Vâng. đầu nó mới có hiệu lực, còn không thì mình không tham gia thì cứ tải về thoải mái cũng không có vấn đề gì Không, cả, không đánh giá gì gì không à? không không đánh giá hồ sơ của Lập doanh nghiệp gì xương giá cả. chết. Vâng. Không 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 Vâng, em cảm ơn. Các bạn sinh viên có vấn đề gì thì hỏi anh Nam giải đáp cho. em muốn hỏi cái này ạ. Bạn Hoàng Xuân Hiếu đúng không? Dạ vâng ạ. Em hỏi đi. Dạ vâng, thì công ty của em có mua có một cái khóa cứng của G8 ạ, cái USB của G8 ạ. Thì khi mà em đăng ký ở bản sinh viên ở bên chương trình thì em có thể đổi qua đổi lại hai bản được không ạ, hay là khi em cắm khóa cứng vào thì em vứt luôn bản kia ạ? Như này, cái vấn đề mà em vừa hỏi thì nó rất là hay. Đối với công ty mà em đang đang làm việc đã có khóa cứng bản quyền rồi, và trên máy em cũng có bản quyền mà bên bên trường, bên các thầy bên trường để liên hệ bên công ty để hỗ trợ sinh viên, thì cái bản mà em đang cài trên máy ấy, có thể nó còn cao hơn cái bản công ty em mua. Vì sao? Vì có thể là công ty em mua chỉ bản Enterprise thôi, là bản full của dự toán thôi, cái bản đó chưa có phần quyết toán, nhưng cái máy của em lại có cả phần quyết toán rồi. Cái máy của em chính là cái khóa bản quyền, thế nên là em có cắm khóa vào hay không cắm khóa thì nó vẫn nhận cái máy, cái khóa mà trên máy em, và cái khóa của em là khóa bản quyền nên là hai cái khóa đều như nhau hết nhé, nên là không không cần thiết phải cắm khóa vào đâu, chỉ cần là máy em đang kích hoạt rồi là đang sử dụng bình thường nhé. Vâng, em cảm ơn ạ. Cô em nào cần hỏi gì thì cứ mạnh dạn. Tôi cho rằng là gì hôm nay chỗ thầy Bình đó là bên kỹ thuật của Hoàng Hà ấy, đã cũng đã rất chu đáo, với vào cái quá trình trình bày thì cũng rất rõ ràng mạch lạc rồi. Đặc biệt ở đây là gì có cái việc hướng dẫn thực hành trực tiếp trên các cái trang mà thầy Bình đã mở. Nhưng mà đây thì thầy cho rằng là gì đối với các em ấy, thì cái việc tiếp cận thực tế với dự toán dự thầu thì nó chưa được nhiều. Thế mà lưu ý ở đây là cái bản full toàn bộ là cái bản cao cấp nhất của Hoàng Hà rồi, nó đầy đủ tất cả các cái phần việc mà sau này các em có thể phải va chạm tất cả các cái giá của các cái giai đoạn quá trình đầu tư, từ dự toán cho tới dự thầu rồi thanh toán quyết toán là đều nằm hết ở đây. Thế thì rồi các em cũng đã làm một số cái đồ án về đấu thầu, đồ án về dự toán xây dựng công trình. Thế thì nó chỉ là một phần ở đây thôi, là một. Thế còn cái bảng này thì ngoài từ cái việc lập giá dự thầu, dự toán, thanh toán, quyết toán thì còn có thể có các cái nội dung về diễn giải, thuyết minh. Cho nên là nhiều cái bảng là gì có rất nhiều các cái thông tin. Cho nên là khi chúng ta làm về cái giá gì, dự thầu hay là dự toán thì chúng ta cũng cần phải biết là lựa chọn các cái mục nào, đấy, các cái bảng biểu nào, mẫu nào để lấy ra để đảm bảo cái hồ sơ dự thầu của chúng ta hoặc cái dự toán của chúng ta nó rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu đấy. Thì có rất nhiều thông tin ở đây thì tùy theo từng cái tình huống mà các em sẽ phải ứng xử. Thì tôi cho rằng ấy là vừa rồi thì chúng ta cũng đã làm cái đồ án dự thầu, dự toán. Nhắc ra đi, nhắc ra Thì tìm một nhắc ra số các khỏi cái biểu mẫu, ví dụ chưa dự lấy được toán này, mã này về 45 đơn giá đầu vào này, vật liệu nhân công máy móc, thế rồi năm là hết gì rồi, bố tổng hợp chi cũ. phí xây lắp rồi đến toán xây dựng công trình, thế hoặc là trong đơn giá tổng hợp giá dự thầu. Thế như vậy là các cái bước vừa rồi chúng ta làm thì nó là như vậy thôi, nhưng ở đây thì rất nhiều các cái tình huống, rất nhiều các cái diễn giải thuyết minh cho từng cái trường hợp mà chúng ta lập giá. Thế thì tôi cho rằng ấy là cái buổi hôm nay thì thầy Bình trình bày diễn giải rất là rõ ràng mạch lạc, nhưng mà cái khối lượng nó rất là nhiều, rất là nhiều. Nếu mà chỉ bày trình bày lướt lướt một lần ấy, thì tôi cho rằng là cũng 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 chưa chưa thể nắm hết được đâu. Thế thì cũng rất là may mắn thì
Thầy Bình vừa rồi cũng đã có cái số điện thoại đứng ghim cùng, và nếu như em nào mà chưa có thì sau này tôi có thể cung cấp để bên Hoàng Hà tiếp tục hỗ trợ giải đáp các cái ý kiến thắc mắc của các em trong cái quá trình các em thực hành. Đấy, cái đấy là cũng rất là quý đối với công ty Hoàng Hà, ngoài cái việc là cung cấp cái bản mềm cái phần mềm G8 miễn phí trong cái thời gian cũng tương đối dài, và lại là một cái phần mềm mà cao cấp nhất của công ty hiện. Chương trình phần mềm được ứng dụng phổ biến, cái sử dụng các bố ơi, bố đi bố lấy gạo đi. Xin lỗi mọi người, máy nó hơi lát tí, mọi người nghe rõ tiếng nhỉ? Dạ. Rõ. Nghe rõ thầy. Đấy, thế thì ngay trong cái buổi hôm nay thời gian là chúng ta vẫn còn, và tôi xin chắc rằng chỗ thầy Bình cũng không có giới hạn cái thời gian trong buổi ngày hôm nay đâu. Dạ vâng, theo đúng rồi. Đầu ấy là thì cái việc thuyết minh trình bày hướng dẫn các em thì cũng đã đến cái khâu cuối cùng. Nhưng vấn đề đặt ra là đối với em bây giờ là còn chưa rõ cái gì, và chúng ta đã có câu hỏi rồi thì chúng ta đặt câu hỏi trực tiếp ở đây để rồi tất cả các cái bạn khác chúng ta cùng có thể tham khảo được. Chứ còn sau này nếu mà chúng ta chỉ là quan hệ giao lưu trực tuyến giữa người với người, giữa hai người với nhau thì có thể chúng ta nắm được cái điều đó thôi. Thế còn các bạn khác có thể cũng có những thắc mắc như vậy nhưng mà không nắm được, dẫn tới cái việc đó là chúng ta có thể là gì nhiều lần làm mất thời gian của chỗ thầy Bình. Bây giờ đây trong hiện tại đây thì cái số đang tham gia cái lớp này được hơn 80 người, nhưng mà toàn bộ số sinh viên cho cái chương trình này, 100 em đó có cái thắc mắc như nhau thì thầy Bình phải giải đáp 100 lần thì tôi cho rằng mất thời gian của đây. Thì hôm nay mà các em mà có cái mạnh dạn đó, là cái mạnh dạn để vừa rồi đấy cái em mà rất nhiều em sử dụng cái phần mềm này nhưng vì đó là cái phần nên mà nó chưa đủ. Thế nhưng mà một số em các cái vấn đề này thì nó nhiều cái lấy một hộp khẩu trang nhá, mua một hộp khẩu trang, hộp vừa vừa tiền thôi nhá. Hay thôi chú ơi, để cháu đặt một cái kim đan thôi, để cháu đặt một cái kim đan cho rẻ, bọn hàng thuốc dưới này bán đắt đấy. Đi xem gì à? Vâng. À. Ok. Như thầy Tấn vừa chia sẻ đấy thì trong 80 bạn đang tham gia thì các bạn nào có thấy cần phải giải đáp thêm về cái quá trình mà làm một hồ sơ như nào hoặc là xử lý các dữ liệu trong công việc như nào thì có thể là đặt câu hỏi để các bạn khác mà
Có thể câu hỏi đấy các bạn ấy chưa hỏi, các bạn cũng có thể là các bạn tham gia vào để mà nghe và nắm được cái câu hỏi đấy luôn. Nào có ý kiến thì đặt vấn đề trực tiếp với chỗ thầy Bình đi. Các cán bộ lớp đâu rồi? Bật cam lên giao lưu cho nó sinh động xem nào. Đâu hết rồi. Bình Ngọc Anh đâu rồi? Hoàng Lâm đâu? Các cán bộ lớp. Mấy anh em bên lớp KX222 bị đẩy ra ngoài vẫn chưa vào được ạ. Ai? Thấy ai chờ ngoài đâu? Ngọc Anh đang bị ra ngoài vẫn chưa được duyệt vào. Có vấn đề gì đâu các bạn ở đây? Tôi thấy Thủy Liên rất là chăm chú tích cực, hình như đang ngồi công ty thì phải đúng không? Thấy đằng sau lượn lờ thấy nhiều anh chị em á. Chị Nguyễn Thùy Liên có đặt vấn đề gì với chỗ thầy Bình không? Em có một số bạn đã đi thực tập rồi, ví dụ như là Liên này, Hương này, Nguyễn Hương ấy. Nguyễn Hương xem có câu hỏi gì không? Có một số vấn đề, hay là Thùy Liên, hay là Vũ Thị Hương, một số bạn đã đi thực tập rồi ấy. Có vấn đề gì đã đang trực tiếp làm dự toán rồi thì có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì cả. Đối với sinh viên khóa mình khóa khóa này thì được các thầy các cô trong trường thì rất là lưu tâm và ưu ái khi mà liên hệ với bên G8, và bên G8 cũng đã hỗ trợ là để các bạn sử dụng cái phần mềm mà bản quyền, và các bạn cũng lấy đấy mà làm lợi thế, và trong quá trình trình đi làm, và tại thời điểm này nếu mà nhiều bạn đang ở nhà đấy thì có thể là thực tập thực hành trên cái phần mềm này, và cái phần mềm này thì đang vào cái bản full của các bạn ấy, thì khi mà đi làm thì để mà bóc tách thành thạo các phần mềm khi mà làm dự toán mà để mà bóc tách thành thạo thì cũng là một lợi thế, vì hiện tại thì rất nhiều các công ty xây dựng khi mà tuyển nhân viên làm dự toán ấy, thì yêu cầu là thành thạo một trong những phần mềm mà các đơn vị mà đang hay yêu cầu nhất, đó là thành thạo G8 ấy. Thì các em cũng bây giờ đã có bản full rồi, nhà trường tạo điều kiện này, công ty cũng tạo điều kiện giúp đỡ các em, thì các em thì mong các em thì thực hành nhiều trên cái phần mềm đấy để mà khi mà mình nộp đơn join vào công ty đấy thì có những cái kỹ năng mềm và xử lý được ngay công việc, đỡ mất thời gian. Sao nhỉ, bạn nào có ý kiến gì không? Các cô, các thầy cô. Anh Nam ơi, em có một vấn đề là khi làm công tác đường ấy. Vâng ạ. Có một cái công tác mà mình muốn vận dụng mã nhưng mình lại không ghi được cái chữ vận dụng. Mà ở cái đơn vị cho em thì họ yêu cầu là chỗ nào vận dụng mã thì ghi chữ vận dụng. Thì cái đấy trên G8 chỉ có được ghi chữ tạm tính anh nhỉ?
Vấn đề mà cô Liên vừa vừa hỏi ấy, thì Vâng. đối với các công tác vận dụng nhá, thì trước tiên là mình cứ gọi các công tác ra, Vâng. gọi công tác mà mình cần vận dụng ra. Ví dụ là phần đường chẳng hạn, phần AD. Như này chẳng hạn. Thì đối với cái phần công tác vận dụng này thì nó bao gồm là mình muốn vận dụng là cả phần hao phí định mức bên dưới này rồi, cả phần nhân công và phần vật liệu này rồi, mà mình có thể là thay đổi cái định mức đó đi, đúng chưa ạ? Thay đổi đi. Sau đó thì mình cái ghi chú công tác này là công tác vận dụng, thì mình chỉ cần là đuôi thêm đuôi đây thôi, VG thôi. Có chấp nhận không? G8 chấp vẫn chấp nhận, nhận đúng không ạ? Chấp nhận bình thường. Đây. Mình sẽ rồi, em kiểm lại tra. Ghi VG ở trên đầu hay nào nó không đây, chấp đây, nhận. Đây. Cuối cùng đây này, nó vẫn là ghi là VG vận dụng này. Đây nó bao gồm vẫn là cái phần hao phí định mức của cái phần kia thôi, và cái phần định mức là mình đã thay đổi thôi, thì đây nó đã tự động thay đổi rồi. Nó vẫn vâng. bình thường nhá. Thì ở đây bên vâng. bên cô Liên lưu ý là ở cái phần này thì mình có thể là sửa chỉnh sửa cái phần phần tên vật tư nhá. Có thể sửa cái tên vật tư vâng, này đi. đúng rồi. Thì bên đó bên Cái giá đấy thì tháng em nó cũng nhận nhận tên vật tư này vào công tắc mà mình đánh dấu là vận dụng, thì nó vẫn vẫn để nguyên nhá. Vận dụng. Vâng. Vâng ạ. Có một cái phần rất là ra hay cái này thì nó cũng chính là dạ. Chị cứ nói đi ạ. Thực ra cái công tác này thì nó chính là cái công tác mình tự xây dựng định mức mới, mình vận dụng trên định mức cũ, mình đâu nhất thiết phải ghi chữ vận dụng đâu, đúng không? Dạ. Cái này trong phần mềm nó có mà. Dạ vâng, như này ạ, đối với các công tác vận dụng ấy, thì khi mà mình kiểm soát cái hồ sơ dự toán ạ, thì mình ghi ra cái đuôi vận dụng VG hoặc là những cái ký tự đặc biệt để cho khi mà mình kiểm soát lại cho nó dễ. Ví dụ như đối với công tác, nếu mà mình để nguyên công tác là theo định mức như đơn giá gốc ấy, thì khi đấy mình thay đổi định mức hoặc là vật tư ấy, thì mình khi mà mình tra lại thì lúc mà tra lại theo cái định mức gốc thì lại thấy nó không giống. Thế nên là khi mà làm dự toán thì các anh em dự toán hoặc là chuyên ngành thì hay thêm một cái, những cái ký tự ví dụ vận dụng hoặc tạm tính vào để cho nó dễ kiểm soát ạ. Vâng, cái này thì ý là em nói là nếu mà xây dựng cái này thì mình có thể là cái công tác đấy nó không có trong định mức, một là có thể vận dụng trên cái định mức cũ nếu mà mình để vận dụng cũng được, còn nếu không thì mình có thể theo một cái hình thức mới là mình có thể xây dựng một cái định mức mới dựa trên cái định mức cũ ấy. Mình có đặt tên nó khác cũng được không mà có dạ, sao đâu ạ. Đúng đúng, đúng đúng không? Cái này nó vâng. là nguyên tắc hay như vậy là anh Nam cũng có thể đó là cái cách xây dựng một cái định mức mới ở trên này sau đó gán nó vào. Thì cái phần đấy chắc là khá là hấp dẫn đấy với các bạn sinh viên. À rồi, để mà xây dựng được một công tác thì sẽ phải dựa trên như các bạn sinh viên cũng được học rồi ấy, thì cấu thành ra được một công tác thì nó bao gồm hao phí định mức, đơn giá thì được cấu thành bởi hao phí định mức của từng công tác và phần hao phí của phần vật liệu nhân công ca máy trong đó nếu có. Thì đối với cái phần xây dựng cho định mức cho một công tác mới thì thường thì nếu mà không có cơ sở để mà xây dựng thì thường thì sẽ lấy vận dụng cho một công tác có định mức trước đó rồi. Ví dụ như vừa rồi thì như cô Liên vừa trao đổi thì mình có thể là lấy một cái công tác bất kỳ ra đã có trong định mức ra được nhà nước công nhận, được nhà nước ban hành, thì ở đây nó sẽ ra được cái phần hao phí định mức cho cái công tác đấy. Ở đây hoàn toàn là tỷ ví dụ như thi công mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axit này, chiều dày mặt đường là 12 cm chẳng hạn, thì ở đây thì trong cái định mức này được quy định bởi trong cái định mức 12 trong thông tư 12 thì nó bao gồm là phần vật liệu thì gồm những cái loại vật tư như này đó, đây là trong cái mình tra trong định mức này, nhân công nhóm mấy này và bao nhiêu hao phí định mức là bao nhiêu công này, ca máy nó sẽ ra đây đấy, thì là cấu thành nên là một công tác thì nó bao gồm định mức và đơn giá phần vật tư cho công tác đấy. Để mà xây dựng cho cái công tác này và để mà mình vận dụng thì mình có thể làm bằng cách là ở dưới phần, các em sẽ thấy ở phần dưới nhá, nó sẽ có phần hao phí định mức ở đây, mình có thể thay đổi trực tiếp ở đây, 1 này, 2 này, 3 này, 4, hoặc mình thêm mới những cái phần hao phí vật tư bằng cách
ở cái phần mã số ô trống này, thì ở cái phần ô trống này bất kỳ mình enter trên bàn phím nhé, enter này. Khi mà enter trên bàn phím thì nó sẽ ra một cái bảng là nhập sửa đơn giá vật liệu, thì ở trong đây là cơ sở dữ liệu vật tư của toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu của, đã có trong phần mềm. Có nghĩa là trong cái phần định mức xây dựng nó có những cái phần vật tư nào mà đang có ở trong cái phần hao phí định mức ấy, thì nó sẽ được liệt kê ra đây, và mình có thể lựa chọn những cái loại vật tư mà mình cần ở đây, mình ấn chọn ở đây, mình thêm hao phí vào đây và là 3 chẳng hạn, hoặc là mình có thể thêm những cái loại vật tư mà nó không có trong định mức, những cái vật tư mà mình vận dụng bên ngoài bằng cách mình nhập trực tiếp cái vật tư đó vào đây. Ví dụ vật tư này là vật tư ngoài định mức đơn vị là mét dài, hao phí của cái này là 2. Khi đấy thì cái công tắc này nó sẽ thể hiện, ví dụ ở đây khối lượng cho đây là 1 này, thì đây là mình vận dụng cái mã định mức đã có này, thay đổi định mức đi này, và có thể thêm mới định mức này. Khi đấy thì bên giá tháng mình sẽ xử lý cái giá tháng này vào bằng cách là nhấn chuột phải, lắp lại giá vật liệu, chấp nhận, sau đó thì áp lại giá thông báo vật liệu mới nhất của cái tỉnh. Ví dụ như ở đây là mình đang chọn là tỉnh Bắc Cạn chẳng hạn, thì Bắc Cạn tại thời điểm ngày 9 tháng 7 có cái bộ giá thông báo là 1197, mình sẽ ấn chấp nhận ở đây. Mình vẫn áp lại bình thường nhá, áp lại bình thường, các bạn thấy là ở đây nó áp giá thông báo mới này, giá ca máy mới này, nhân công mình lại sang như giống như lúc nãy đã hướng dẫn là mình sẽ chọn quyết định ở tỉnh nào thì nó sẽ quyết định tỉnh đó, ví dụ như là Bắc Cạn là quyết định 882, và mình chọn thành phố chẳng hạn thì cái giá nhân công ở đây nó tính theo nhân công của thành phố Bắc Cạn này, mình tích linh nhân công này, thì giá nhân công, giá vật liệu mới này, giá nhân công mới, giá ca máy mới. Và cái vấn đề vừa rồi như là cô Liên này, cô Hiền vừa hỏi, thì cái định mức mới là mình thay đổi được này, vận dụng này, vừa vận dụng này, mình vừa thêm mới này, để mà xây dựng cho một công tác thì mình hoàn toàn có thể làm bằng cách là ở bên suite công trình mình bật, nếu mà không thấy cái bảng hao phí mức ở bên dưới nhá, thì ấn nút F4 trên bàn phím nhá, hoặc là hiện ẩn hao phí ở đây này, thì sẽ thấy ở đây, thì mình sẽ thay đổi ở đây, nhập sửa trực tiếp ở đây, hoặc là đưa mới vào. Ví dụ lại này, ví dụ một công tác tạm tính TT, phần này là phần công tác vận dụng, đơn vị ở đây là mét khối, ví dụ thế, khối lượng đây là 1:1, thì phần hao phí cho vật liệu ở đây mình có thể nhập trực tiếp cái phần vật liệu mà không có trong định mức ngoài đó, trực tiếp vào đây. Ví dụ một là phần vật tư ABC, đơn vị là mét khối, hao phí cái này là 1, và giá gốc của nó ví dụ như là mình đưa vào là 22, và cái giá trị này nó sẽ được đưa lên cái phần đơn giá vật liệu này. Ngoài ra thì mình có thể là lựa chọn ví dụ như là thằng vật tư ở trong có trong bảng từ điểm vật tư 2, giá của nó là 333 chẳng hạn, thì cái đơn giá vật liệu ở bên trên này 8888 này nó sẽ được cấu thành bởi hao phí định mức ở bên dưới này, nó bằng 2221 cộng với 333 nhân 2, đây là 66, thì là cộng với 222 là 888, thì nó vừa tròn với cái giá trị vật liệu bên trên. Thì đây là cái giá trị, đây là vừa thêm mới, vừa vận dụng, vừa thêm mới, thì bên đơn giá chi tiết nó cũng thể hiện cái phần công tác này tạm tính, cái công tác này là vận dụng công tác AD, nhưng mà mình thêm mới một vật tư ngoài mức và mình sửa hao phí nó cũng phù hợp, hoặc là công tác tạm tính vận dụng mà mình đưa trực tiếp cái hao phí mà mình tự xây dựng vào, thì cả hai trường hợp thì trong phần mềm đều xử lý rất là nhanh. Em gửi cho mạnh Thảo. Thảo hôm qua lại quên rồi. À không, trong Zalo của Thảo. Không Zalo. Gửi sao ạ? Vâng, không gửi được hôm qua rồi. Em còn để không? Em đang vào Zoom. À xin lỗi chị.
Cái phần mà phần công tác tạm tính ấy là em nghĩ là anh Nam nên nhập vào giá phần giá tháng chứ nhỉ? Giá tháng thì nó mới hiện ở các cái công tác. Không. Bây giờ mình tính theo giá tháng đúng không? Không nhập vào giá gốc. Đúng rồi, mình sẽ nhập vào giá tháng, nhưng mà vừa rồi ví dụ thì để tiện luôn, để mà nó thể hiện khách quan luôn ấy, thì nó sẽ thể hiện luôn bên cái phần đơn giá này này. Còn nếu mà vì mình đang để dưới này là giá gốc. Đó, thì khi mà nhập, nếu mà mình nhập giá tháng bên này. Nhập bằng giá tháng luôn. Nhập bằng giá tháng luôn, nhưng mà khi mà mình nhập ở cột giá tháng này thì ở cái ô này nó chưa tính lại. Vì mình tính là đang tính theo giá gốc, do đó là để mà trực quan ấy, thì đang để là nhập ở bên giá gốc này thôi. Vâng, vâng. Nhiều khi các bạn hiểu lầm. Vâng. Rõ chút ạ. Vâng. Đấy, phần đấy và vâng, em cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn chị Liên. Còn thầy cô nào có ý kiến gì không? Đấy, vừa rồi bảo vệ mấy cái đồ án ấy, các em cũng nhìn rất nhiều các cái biểu mẫu. À. Mẫu thì giá gốc, giá tháng, chênh lệch các thứ đầy đủ, nhưng không có đâu. Thế là đâu có chênh lệch, thì cuối cùng là lấy ra là vẫn gốc, vẫn giá tháng rồi chênh lệch các thế gì đấy. Vừa rồi chỗ thầy Bình bên công ty Hoàng Hà cũng đã giải thích đấy. Cái chính là sau này các em là vận dụng cái phần mềm. Thì biểu các biểu mẫu ở trong cái trong trong thông tư ấy, thì đối với các công trình của các em thì nó phù hợp với mẫu hồ sơ như nào thì các em có thể là in ra cái mẫu cho nó phù hợp. Vì trong cái những cái biểu bảng trong thông tư từ biểu bảng 3.2 đến 3.8 của thông tư 09 hoặc là 3.2 đến 3.8 của thông tư 12 hoặc 11 bây giờ ấy, thì nó làm rất là cụ thể và tổng quát. Ở bên tổng vật tư này cũng thế này, nó sẽ lựa chọn cho các em ví dụ như tại thời điểm nào mà mình tính dự toán theo giá trực tiếp thì em có cần phải in ra cái giá gốc không, hoặc là chỉ cần in giá bán tại thôi. Giá hiện tại chỉ ở đây các em nhìn thấy cái đó là cục giá thì nhiều em gọi đến hoặc là giá hiện trường, nhưng mà thực chất là cái này chính là giá hiện trường. Thì sao? Thì giá T ở đây là, thì nó sẽ bằng giá thông báo với phí vận chuyển. Giá hiện trường sẽ bằng giá thông báo với phí vận chuyển, hoặc là với phần phụ nhiên liệu nếu có nhé. Thì nó ý nghĩa của giá HT là như thế. Vì trong cái cước vận chuyển thì nhiều tỉnh bây giờ ấy, khi ban hành cái giá thông báo liên sở thì thường là cái giá thông báo liên sở đấy là đã là giá đến tận chân công trình rồi. Nhưng mà đặc thù của một số các tỉnh chẳng hạn, trên giá thông báo thì họ giá thông báo liên sở họ ban hành ấy, thì họ ghi ngay trên đấy là giá thông báo này là chưa bao gồm giá cước vận chuyển. Thì cái giá đấy khi mà mình tính thêm ấy, thì các tỉnh sẽ ban hành cái biểu cước vận chuyển thêm. Thì bên cái suýt cước vận chuyển này thì mình sẽ cộng thêm cái phần cước vận chuyển mình tính toán vào và nó đưa sang giá hiện trường, thì nó sẽ bằng giá thông báo ngoài giá thông báo của tỉnh ban hành ra, liên sở ban hành ra, cộng thêm phần cước vận chuyển nữa. Đó là ý nghĩa của giá hiện trường, giống như các em đã được học trong trường rồi. Thì bây giờ thì hầu hết là các văn bản ví dụ như là theo thông tư mới mà Bộ Xây dựng mới ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 trở đi, thì bây giờ cái đơn giá vật liệu nhân công ca máy thì sẽ là do bộ do sở xây dựng của các tỉnh phụ trách và chủ trì để ban hành, không giống như ngày xưa là phải do liên sở nữa, nhưng bây giờ thì hầu hết là do bộ xây dựng sở xây dựng của các tỉnh sẽ ban hành cái giá đó. Ngoài cái phần tổng hợp vật tư ấy, thì các em có thể là lựa chọn các mẫu biểu thầu khác nhau nhé. Đối với ở trong phần mềm ấy, thì nó có nhiều tính năng lắm, nhưng mà ở trong cái phần đấu thầu này
thì nó có nhiều cái mẫu kiểu thầu khác nhau mà em có thể lựa chọn để cho nó phù hợp với cái kiểu chào thầu của họ ấy. Thật ra thì chào thì cũng chỉ chào chung quy vào 1-2 mẫu thôi, nhưng mà nhiều đơn vị trên cả nước thì có những cái mẫu riêng, thì ở trong đây thì nó cũng có những, hầu hết là những cái mẫu mà có trên thị trường bây giờ, thì hầu hết là ở trong cái phần menu đấu thầu nó cũng đầy đủ cả. Dạ vâng, em muốn nghe ý kiến của cô Hiền ạ. Em hỏi một chút là bởi vì là trước cũng có làm một số các cái công trình ở trong cái miền trong ấy, thì thông thường phải sử dụng cái cước đường sông ấy, thì ở trên phần mềm thì mình đang chưa thấy cái phần đấy, nếu mà bây giờ muốn sử dụng cái phần đấy thì làm nào nhỉ? Đối với cước đường sông thì trong 63 tỉnh thành thì không phải tỉnh nào họ cũng ban hành cước đường sông, mà một số các tỉnh miền trong, ví dụ như là An Giang hoặc là một số các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì họ ban hành. Thì đối với tỉnh nào mà ban hành cước đường sông nhé chị nhé, thì trong cái bên biểu cước thì nó sẽ có một cái cước ở đây. Trong phần mềm thì nó có chức năng rất hay, đó là đối với những cái thông tư, nghị định, đơn giá mới mà các tỉnh họ ban hành thêm ấy. Ví dụ như là vừa chuyển sang An Giang mà nó thấy ở trong máy mà có cái văn bản của An Giang cũ rồi ấy, thì nó sẽ báo luôn cho các anh chị em là đã thêm cái đơn giá nào và chuyển đổi từ thông tư nào nhé. Vẫn chấp nhận này, An Giang vẫn chấp nhận này. Đây ví dụ đối với An Giang này, sang cước vận chuyển này. Đây, ở đây là ví dụ vừa nhớ ra là ở trong cái An Giang có cước đường sông, thì cũng may là vừa rồi nhận được câu hỏi của cô Hiền. Thì ở đây thì ví dụ như là cước đường sông chẳng hạn, thì An Giang họ có ban hành cái cước là 3498/2017, ví dụ thế. Các tỉnh nó sẽ ban hành cước đường sông riêng của họ nhé, của tỉnh nhé, thì mình sẽ lựa chọn ở đây. Khi đấy thì mình lựa chọn ở đây này, cái ví dụ như là vận chuyển phương tiện là loại hình vận chuyển là ô tô chẳng hạn, rồi thì cự ly vận chuyển 11 cây số đầu đi trên loại đường loại 1 chẳng hạn. Nhưng mà đối với thằng cắt vàng này, ngoài vận chuyển bằng cơ giới ra thì nó lại có thêm cái phần vận chuyển là cước đường sông. Thì ở đây thì sẽ xử lý là đối với tỉnh nào mà có cước đường sông thì nó sẽ hiện ở ô cước đường sông ở bên dưới này, và mình biết là tỉnh này nó ban hành cước đường sông, thì mình sẽ lựa chọn ở đây. Thay vì phương tiện vận chuyển là ô tô thì mình sẽ chuyển sang là cước đường sông, và cái này là 22 cái số sau đi trên này chẳng hạn. Thì cái giá đây này, cái giá này là giá cước đường sông này, giá này là giá ô tô này, thì nó sẽ tổng ra cả cước cơ giới, cước ô tô nhé. Thì trên phần mềm nó sẽ xử lý cả hai cái loại cước đấy trên cùng một file. Xong. Dạ vâng. Có một cái câu hỏi nữa, đấy là trong cái quá trình mà mình cái áp mã giá vật liệu ấy, vào cái chỗ giá tháng ấy, khi mà mình chọn là lấy lắp giá của cái tỉnh ấy, nhiều khi các cái giá nó lại không hiện ra, thì lúc đấy làm nào nhỉ? Dạ như này, không hiện ra cái giá gốc ấy. Dạ vâng, hiểu rồi. Ví dụ như này, ví dụ đối với một tỉnh như lúc đầu đi, cái câu hỏi này thì từ khi mà thông tư 09 ban hành đến giờ, rồi về sau là định mức mới, định mức ví dụ như định mức 10 và bây giờ là định mức 12, thì chắc là cũng phải liên tục để mà trả lời các câu hỏi đấy của hầu hết các đơn vị. Vì sao? Vì tính đến thời điểm này thì trên địa bàn 63 tỉnh, tính đến thời điểm này thì ứng dụng cái định mức số 12 để mà tính toán dự toán thì chưa có bất cứ tỉnh nào
gửi hồ sơ để mà ban hành cái bộ đơn giá xây dựng cơ bản mới. Tính để mà từ năm 2019 có thông tư 10 và định mức 10 đến năm đến 31 tháng 9 năm 2021 để mà áp dụng cái bộ định mức 10 thì chắc là chỉ có tầm hơn 30 tỉnh đã ban hành đơn giá mới. Mà đơn ban hành đơn giá mới thì chắc là chỉ cách đây có được tầm 4-5 tháng là họ ban hành đơn giá mới ứng với định mức của năm 2019. Do đó là các đơn vị đều hầu hết là phải sử dụng định mức để tính dự toán. Thì cái cách mà để mà hầu hết các loại vật liệu, toàn bộ công trình mà có giá thì như thấy ở đây bên suýt giá tháng này này, thì hầu hết ở đây nó có tầm, ví dụ một công trình mà nó nhiều tầm 5-7 loại vật tư, vật liệu, nó không có giá, mà trong giá thông báo ấy thì nó cũng không ban hành hết cho 50-70 loại vật tư đấy. Thì những cái mà nó không được báo giá thì lấy ở đâu? Thì cái cách giải quyết của các tỉnh là họ đang vận dụng, họ lấy lại cái giá gốc của cái phần đơn giá của tỉnh đó ban hành trước đấy. Ví dụ như ở đây là đối với Hà Nội chẳng hạn, thì Hà Nội trước đó, trước khi mà sử dụng cái định mức 12 hoặc định mức 10 này, thì họ có ban hành cái đơn giá, bộ đơn giá xây dựng cơ bản ứng với cái định mức 1776 trước đó, thì là cái bộ đơn giá 5481. Thì mình cũng giống như tất cả các tỉnh, mình sẽ căn cứ vào cái bộ đơn giá xây dựng cơ bản trước đó mà tỉnh ban hành để mình đổ cái giá gốc vào để mà cho toàn bộ công trình, là cái vật tư trong cả công trình nó có giá. Thì mình sẽ bằng cách này sang suýt giá tháng. Thì như cô Hiền thấy này, ở đây là ở cột F, mình sẽ bất cứ dòng nào cột F mình sẽ nhấn chuột phải, mình chọn là lắp lại giá vật liệu, chọn cái giá vật liệu này trên cùng nhé. Thường thì các tỉnh thì bên G8 hoặc là các tỉnh sẽ phân bố cái giá vật liệu gốc đó trước đó họ ban hành ấy, thì thường để trên cùng. Ví dụ như Hà Nội là 5481 và chấp nhận để nó kế thừa cái bảng giá vật tư trước đó mà tỉnh ban hành. Thì tất cả vật tư ở trong cột giá tháng nó đều có giá để mà mình tính, nó không bị sót. Sau khi mình lắp cái giá vật liệu theo cái giá gốc đó rồi thì mình mới bắt đầu là nhấn chuột phải, chọn áp giá thông báo vật liệu, và mình sẽ lựa chọn cái giá thông báo mới nhất tại thời điểm mình làm dự toán. Ví dụ như là giá thông báo số 02 và ấn chấp nhận đây. Khi đấy thì mình lựa chọn. Dạ vâng ạ. Xin lỗi cắt ngang thầy một tí, bởi vì là cái chỗ này thì cái thao tác thì nó là như thế rồi, nhưng mà ví dụ Hà Nội thì nó sẽ ra, nhưng có một số tỉnh thành khác ấy, khi mình vận dụng để làm ấy, thì nó lại không ra cái giá gốc ấy, thì lúc đấy thì xử lý như nào á? Các bước thì đã thực hành theo đúng cái nguyên tắc như vậy rồi, nhưng mà khi cái giá gốc của một số tỉnh thành mà khi mình áp vào ấy, nó chỉ ra được một vài vật liệu thôi, xong trong khi đó một số các vật liệu khác không có, thì lúc đấy mình lại phải lên, thông thường mình khi mình làm ấy là mình sẽ phải lên bộ đơn giá, mình tìm cái giá đấy xong mình gõ tay vào. Nhưng mà nếu nhưng mà như thế thì nó sẽ rất là mất công, thì có một cách nào khác để mà mình có thể tự nó nhảy vào, thì đấy là giao lỗi của phần mềm. Cái như này, trong quá trình mà áp cái bộ đơn giá mới thì các tỉnh sẽ lựa chọn cái giá vật tư tại giá gốc tại thời điểm mà trước đó để mình áp. Thì nhiều tỉnh, ví dụ như là bên G8 đang hỗ trợ là những cái giá vật liệu này này là đang tạo lại một cái bộ đơn giá gốc để đầu cho các đơn vị nhìn thấy để mà dễ lựa chọn. Nhưng mà không phải hầu hết là giá gốc là bên G8 đã vào rồi, nhưng mà bên kỹ thuật bên công ty là đang hỗ trợ là đổi tên để đưa cho nó lên đầu, để cho người làm dự toán chỉ cần hai cái nhấp chuột thôi, nhấp chọn đấy và ấn chấp nhận là xong. Nhưng mà đối với một số tỉnh, ví dụ như là nó không thấy cái bảng, ví dụ như một tỉnh bất kỳ ở đây Quảng Bình chẳng hạn, ví dụ đối với tỉnh nào mà như cô Hiền vừa hỏi đấy, mà nó không có cái giá đấy thì mình lấy như nào? Thì đây ạ, mình sẽ xác định này, Quảng Bình thì nó sẽ có giá là 4585, thì mình sẽ lựa chọn này, mình xem là chọn cái đơn giá mà trước đó Quảng Bình ban hành cái định mức 10 ấy, là xem là cái đơn giá nào. Thì ở đây là đơn giá là 4585 này, và cái giá vật liệu là 2420117. Cái bộ bộ bên ví dụ như bên G8 chưa đổi cái là 4585 bên giá vật liệu,
thì mình sẽ nhớ là cái à cái giá vật liệu này là 24/2017 nhé, 24/2017 này. Mình sẽ sang suýt giá tháng, nhấn chuột phải, bất kỳ dòng nào của giá tháng nhấn chuột phải, lắp lại giá vật liệu. Đây ví dụ đây, lắp lại giá vật liệu. Và đối với tỉnh Quảng Bình này thì bên G8 cũng đưa lên 4585 rồi, nhưng mà đối với các tỉnh mà nó không có cái này thì mình sẽ kéo xuống này, 24/2017 này, chấp nhận này. Cái giá mà bên bên kia mình đang lựa chọn là 24/2017 đây. Đây nhá, cô Liên nhá. À, chọn bước 1. Nếu mà vào bên suýt giá tháng mà nó không thấy cái bảng giá nhấn chuột phải mà lắp giá vật liệu ấy mà nó không hiện lên 4585 này thì mình sẽ sang cái đơn giá tỉnh đó. Mình chọn lựa chọn này. Sau đó mình đưa về cái đơn giá mà trước đó tỉnh nó ban hành, ví dụ như cái đơn giá 4585 này chẳng hạn này. Mình nhìn ở bên cột là giá vật liệu thì nó có ký hiệu là giá vật liệu 24/2017. Mình nhớ đây rồi, nhớ đây là 24/2017 rồi. Mình chuyển sang cái định mức 10 này chẳng hạn. Mình sang suýt giá tháng này. Thì nó trắng trơn như này, đúng không ạ? Thì bất kỳ dòng nào của giá tháng mình nhấn chuột phải, lắp lại giá vật liệu và mình chọn 24/2017. Đây. Ấn chấp nhận. Đây. Và cái cách nếu mà nó còn không lên nữa thì cái cách mà nhanh nhất để mà lần sau mình áp dụng ấy thì cô Hiền có thể là gọi điện về bên G8, để bên G8 sẽ tạo một bộ giống như cái bộ đơn giá mà 4585 này sẽ đưa lên đầu, để mình chỉ mất một cái tích chuột thôi, mình không phải tìm nhớ là lại phải đi tìm ở dưới này là 24/2017 nữa. Đấy là cái cách nhanh nhất là gọi điện sang bên G8, thì yêu cầu chắc là từ lúc mà cô Hiền gọi sang thì chắc là đầu giờ chiều bên G8 sẽ up cái bộ đấy lên cho cô để làm tiếp thôi.